Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 35. Hang ổ của đám hải tặc chính là đảo Cửu Long. Chúng bắt tôi đến đây, làm việc khổ sai cho bọn chúng. Lúc đó phần lớn số người trên đảo Cửu Long đều là nô dịch của họ bắt đến, đàn ông thì làm việc nặng, phụ nữ thì để chúng hưởng lạc, một khi không vui, thì giết người dìm xuống biển. Tiếc là lúc đó tôi đã mất hết tu vi, sức lực còn không bằng người bình thường, không hề có năng lực phản kháng, càng đừng nói đến cứu người. Nhưng sự độc ác của đám hải tặc và nỗi khổ của dân đảo đã kích thích dũng khí sống tiếp của tôi. Tôi thề, sẽ đuổi đám hải tặc ra khỏi đảo Cửu Long, phải để người ở đây thoát khỏi biển khổ. Vừa phục tùng bọn chúng bảo tôi làm gì thì tôi làm việc đó, mặt khác tôi lén tu luyện. Chỉ là tu vi của tôi đã bị phế, đạo căn bị hủy, không còn là thiên tài tu hành, tốc độ tu luyện vô cùng chậm. Thời gian này, thế lực của đám hải tặc càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều người bị họ bắt đến. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, tôi phát hiện ra Long Châu trong hang ổ của hải tặc, mới biết tên của Long đảo Cửu Long này, và không phải không có nguồn gốc. Hải tặc không biết đó là Long Châu, tùy tiện để nó trong đống vàng bạc châu báu bình thường mà họ cướp về. Tôi tìm được cơ hội, ăn trộm Long Châu, mượn sức mạnh của Long Châu, hồi phục căn cơ. Sư phụ phế tu vi của tôi, nhưng không xóa đi ký ức của tôi. Cho nên tôi vẫn nhớ rõ tiên pháp Thiên Đô mà tôi từng học. Tuy đảo Cửu Long không bằng Côn Luân, nhưng cũng là nơi linh khí đồi dào, tu vi của tôi nhanh chóng được hồi phục. Tuy không bằng trước, nhưng muốn đối phó hải tặc vẫn dễ như trở bàn tay. 2 năm sau, tôi giết sạch tất cả hải tặc, dùng tàu đưa người trên đảo về đất liền. Nhưng quê hương của rất nhiều người trong số họ bị hủy diệt bởi chiến tranh, không có nơi để về, hoặc là lo lắng sau khi về, còn phải đối mặt với chiến tranh. Họ liền ở lại đây, tôn tôi làm đảo chủ. Kỷ Nhiễm Lai biết những chuyện cũ này, nhưng đây là lần đầu tiên chữ Phượng Toàn được nghe kể, không khỏi xúc động nói, thì ra đảo Cửu Long còn có những chuyện cũ này, không ngờ đại ca cũng từng chịu khổ như vậy. Lục Kính Sơn cười nói, có khổ hay không thì đều đã qua rồi. Thực ra nếu nói khổ, ngày tháng sau này mới gọi là khổ. Đảo Cửu Long đơn lẻ ngoài biển, không có hải ạc ra ngoài cướp bóc, cuộc sống của mọi người có rất nhiều vấn đề. Tôi biết thuật pháp, cũng không thể biến ra lương thực cho mọi người no bụng. Trong biển nhiều nhất là cá, nhưng con người không thể chỉ ăn cá. Hoa quả rừng trên đảo cũng bị chúng tôi ăn hết rồi. Cuộc sống càng ngày càng khổ, cho đến say này, có một con tàu thương buôn nhà họ Lý đi qua. Họ vốn có một đội tàu, chở đầy hàng hóa ra biển, lại gặp phải bão. Những con tàu khác đều bị chìm trong bão, chỉ có một con tàu trôi dạt đến đảo Cửu Long. Vì con tàu tổn hại nghiêm trọng, cần phải sửa chữa, họ không thể đi ngay được, nên ở lại trên đảo. Chủ nhân của con tàu là một thanh niên họ Lý, họ đều gọi cậu ấy là cậu Lý. Cậu ta thấy chúng tôi trên đảo không có lương thực, liền cho người lấy lương thực trên tàu ra, làm hạt giống cho chúng tôi. Tuy tôi hiểu tu hành, nhưng không hề hiểu gì về nông nghiệp. Cậu Lý tìm vài người xuất thân nông dân trên đảo, dạy họ các kiến thức cày cấy, nuôi trông và chiết cành. Bây giờ trên đảo đã có lương thực và hoa quả, đều nhờ cậu ấy ban cho. Sau đó tàu của họ được sửa xong, nhưng vì để chậm trễ quá lâu, lại chỉ còn lại một con tàu này, chắc chắn không buôn bán được. Cậu Lý liền để đồ trên thuyền ở lại trên tàu. Những thứ đó, cũng có không ít thứ được giữ đến bây giờ, mấy năm trước xây dựng phòng triển lãm nên để hết vào đớ. Cậu Lý nói, đảo biển cuối cùng vẫn là đảo biển, sản lượng lương thực hoa quả có hạn, không giải quyết được vấn đề. Ngoại trừ bắt cá, cuối cùng vẫn phải phát triển buôn bán, mới có đường ra. Trước khi đi cậu ta nói, cậu ta đã nhớ nơi này, sau này sẽ cử người đến, giúp đảo Cửu Long phát triển. Sau đó quả nhiên có một chiếc tàu rất lớn của nhà họ Lý đến, nhưng đó đã chuyện của mấy năm sau rồi. Lúc Lục Kính Sơn kể lại, chị Mai vẫn luôn không ngừng liếc nhìn Lý Dục Thần. Nghe thấy tàu thương buôn của nhà họ Lý và cậu Lý, bà ta liên tưởng đến nhà họ Lý thủ đô. Nhưng cũng không trùng hợp vậy chứ. Đó là chuyện của gần 100 năm trước rồi. Chị Mai nhìn Lý Dục Thần cũng nhìn bà A. Tuy Lý Dục Thần không tu hành thuật số vận mệnh, nhưng tu đến cảnh giới của anh, cũng vô cùng nhạy cảm với tiền duyên nhân quả. Chỉ cần một chút manh mối nhỏ, đã có thể đoán ra nguyên nhân kết quả, đây cũng là cơ bản của thuật số dịch học. Vạn pháp tương thông, 100 sông đổ về một biển, số mệnh cũng chỉ trong một ý niệm. Nhìn bề ngoài, đến đảo Cửu Long là vì chị Mai, nhưng sâu xa hơn,
thì chẳng phải là vì bản thân anh ư? Lục Kính Sơn cũng nhìn Lý Dục Thần, trong mắt có chút hiếu kỳ, chỉ là không nói ra, mà chờ đợi Lý Dục Thần nói. Lục đảo chủ, cậu Lý đó tên là gì, có phải đến từ thủ đô Hoa Hạ không? Lý Dục Thần hỏi. Tôi không biết tên là gì, lúc đó người trên thuyền gọi cậu ta là cậu Lý, chúng tôi cũng gọi cậu Lý theo. Cũng không biết họ đến từ đâu, nhưng đội tàu của nhà họ Lý đến sau này, đúng là đến từ thủ đô Hoa Hạ. Chủ nhân của đội tàu cũng là cậu Lý, chỉ là cậu Lý này không phải cậu Lý kia. Nhưng tôi biết tên của cậu Lý mới này. Lục Kính Sơn dừng một chút, tiếp tục nói. Cậu ta tên là Lý Thiên Sách. Cuối cùng Lý Dục Thần xúc động, là ông nội tôi. Cái gì? Lục Kính Sơn cũng đoán được Lý Dục Thần có liên quan đến nhà họ Lý, nhưng không nghĩ anh là cháu nội của Lý Thiên Sách. Điều khiến ông ta kinh ngạc hơn là, khi Lý Thiên Sách lên đảo mới chỉ 30 tuổi, nay cho dù còn sống, cũng không quá 100 tuổi. Cháu nội của Lý Thiên Sách, tính toán độ tuổi, cũng không vượt quá 50 tuổi. Nhưng tu vi mà Lý Dục Thần thi triển vừa nãy, chắc chắn là đã bước vào tiên thiên. Chưa đến 50 tuổi đã vào tiên thiên, đây là quái vật gì chứ? Lý Thiên Sách là ông nội cậu thật tư. Đúng, tôi là con cháu nhà họ Lý ở thủ đô, ông nội tôi ên là Lý Thiên Sách, bố tôi tên là Lý Vân Hoa. Lục Kính Sơn ngửa cổ cười lớn, ha ha ha, đúng là duyên phận, ý trời. Chứ Phượng Toàn nghĩ đến đại hội võ lâm, còn suýt nữa xung đột với Lý Dục Thần, bất giác hơi xấu hổ, cười nói. Cậu Lý và người nhà họ Lý, lại là sư huynh đệ với đại ca, đúng là nước lớn tràn vào miếu Long Vương, thì ra là người một nhà. Nhắc đến sư huynh đệ, Lục Kính Sơn thu lại nụ cười, nói tôi là đồ đệ bị vứt bỏ của Thiên Đô, không dám xưng huynh đệ với cậu Lý. Lý Dục Thần nói, Lục sư huynh, năm đó sư phụ phế đi tu vi của ông, nhưng không khóa căn nguyên của ông, cho thấy sư phụ không hoàn toàn từ bỏ ông. Nếu không, đạo căn của ông bị hủy hết, căn cơ bị khóa, cho dù có Long Châu hỗ trợ, cũng không thể nào tu luyện lại từ đầu. Lục Kính Sơn lay động nói, cậu nói là, vừa nãy ông cũng nói là ý trời, hôm nay tôi đến đảo. Cửu Long, gặp được ông, chẳng lẽ không phải ý trời? Sư phụ thần cơ diệu toán, có lẽ sớm đã liệu được có ngày hôm nay. Tuy ông bị đuổi khỏi Thiên Đô, sư phụ đã từng nói, không nhận đồ đệ là ông nữa chưa? Lục Kính Sơn cau chặt mày, nghĩ kỹ lại, nói, lời của sư phụ ngày đó, vang bên tai, tôi không nghe sót chữ nào. Sư phụ nói tôi tội nghiệt nặng nề, phế tu vi của tôi, đời này không được trở về Côn Luân, đúng là không nói, tôi không còn là đệ tử của ông ấy. Nói đến đây, Lục Kính Sơn bỗng đứng lên, quỳ về hướng Tây, bái lạy 3 lần, phủ phục xuống đất đau khổ khóc, kêu nói, sư phụ. Lý Dục Thần không ngăn cản, mặc cho ông ta quỳ khóc lóc. Bị đuổi hơn 100 năm, hơn 100 năm nay, chắc chắn trong lòng Lục Kính Sơn đầy hối hận và đau khổ, lúc này, làm sao có thể không khóc đây? Nghĩ đến ông ta lại có thể hồi phục tu vi đột phá tiên thiên trong hoàn cảnh như này, Lý Dục Thần vô cùng khâm phục. Khóc một hồi lâu, Lục Kính Sơn mới đứng lên, lau nước mắt, tự cười chế nhạo, để mọi người chê cười rồi. Chị Mai nói, Lục đảo chủ giàu cảm xúc, làm sao? Chê cười được. Lục Kính Sơn kéo tay của Lý Dục Thần nói, huynh đệ, cậu đến thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, đảo Cửu Long là của cậu. Ông ta vẫn không dám gọi là, sư đệ, chỉ dám gọi huynh đệ, thể hiện sự thân thiết. Lý Dục Thần khó hiểu nói, sư huynh, nói thế là sao, tuy chúng ta là đồng môn, tôi cũng không thể chiếm đảo Cửu Long của ông chứ. Lục Kính Sơn cười lớn ha ha, huynh đệ, cậu có điều không biết. Năm đó nếu không phải là cậu Lý đó thì người trên đảo Cửu Long rất có thể chết đói rồi. Cho dù không chết đói, thì cũng không thể nào truyền đời, phát triển đến hôm nay. Sau này ông nội Lý Thiên Sách của cậu đến, không chỉ mang đến nhiều lương thực hơn, còn đưa cả kỹ thuật và nhân tài. Cậu phải biết rằng, năm đó hải tặc sống trong động huyệt. Sau đó trong khoảng thời gian dài, chúng tôi cũng chỉ sống trong nhà rơm cỏ, một khi có mưa bão, vẫn phải trốn vào trong động. Tất cả mọi thứ cậu thấy hôm nay, đều là công lao của ông nội Lý Thiên Sách của cậu. Nhà cửa, vườn cây, bến tàu, bến cảng, đều là do nhà họ Lý đầu tư xây dựng. Cho nên hòn đảo này, nói thật ra, là sản nghiệp của nhà họ Lý. Dân đảo thế hệ trước đều biết, Nghiễm Lai cũng biết phải không? Kỷ Nghiễm Lai gật đầu, nói tuy tôi đến muộn, không thể trải nghiệm khổ cực ban đầu của đại ca, cũng chưa từng gặp cậu Lý đó,
nhưng tôi đã trải qua những việc sau này, cũng từng gặp Lý Thiên Sách. Đúng như đại ca nói, đảo Cửu Long có ngày hôm nay, nhà họ Lý có công đầu. Lục Kính Sơn bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn Kỳ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn, nói, Nghiễm Lai, Phượng Toàn, hai ông cũng theo tôi bao nhiêu năm rồi, Kỳ Nghiễm Lai phải hơn 40 năm, Phượng Toàn cũng sắp 20 năm rồi nhỉ. Kỳ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn cùng gật đầu. Tôi hỏi các ông còn nhận đại ca này không? Đương nhiên là nhận, Kỳ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn cùng trả lời. Vậy tôi muốn làm gì, các ông có ủng hộ không? Đương nhiên là ủng hộ, chỉ cần đại ca hạ lệnh, nhảy vào lửa, chúng tôi quyết không nói nhiều. Lục Kính Sơn gật đầu, nói, vậy được, bây giờ tôi trả đảo Cửu Long về cho nhà họ Lý. Dựa theo lời của Lục Kính Sơn thì đảo Cửu Long có thể thực hiện hiện đại hóa, kết nối với thế giới, tất cả đều là công lao của nhà họ Lý. Tất cả những công trình trụ cột, bến cảng, bến tàu, vòng xuyến đường cái vân vân ở đây đều là do nhà họ Lý đầu tư xây dựng. Thậm chí là những khu vực đang phát triển và du lịch sinh thái sau này thật ra cũng đều được thực hiện theo viễn cảnh quy hoạch mà Lý Thiên Sách làm ra lên đảo lúc trước, đồng thời cũng vẫn dùng tiền bạc của nhà họ Lý. Theo Lục Kính Sơn, tất cả mọi thứ trên đảo, trừ đá ra thì những thứ khác đều là của nhà họ Lý. Cho nên Lục Kính Sơn kiên trì muốn đưa đảo Cửu Long cho Lý Dục Thần, theo cách nói của ông ta thì là đảo về chủ cũ. Tôi đã sớm muốn làm chuyện này rồi, Lục Kính Sơn nói, Nhiễm Lai có thể làm chứng cho tôi. Đúng thế, Kỷ Nhiễm Lai nị anh cả đã nói với tôi rồi. Đảo Cửu Long dựa vào nhà họ Lý để phát triển, mà mấy anh em chúng tôi đều không am hiểu kinh doanh, để nhà họ Lý quản lý là biện pháp tốt nhất. Chúng tôi có thể thoát thân, dân cư trên đảo. Cũng có thể sống tốt hơn, mà mặc dù đảo Cửu Long vắng vẻ, nhưng lại có ưu thế về vị trí ở ngoài biển, đối với nhà họ Lý mà nói cũng không phải không có giá trị. Đây là cục diện một hòn đá ném ba con chim. Từ rất lâu trước kia. Đáng tiếc, 20 năm trước, nhà họ Lý đột nhiên không qua lại với đảo Cửu Long nữa. Ban đầu tôi còn tưởng rằng là chúng tôi đã làm sai điều gì, về sau nghe. Ngóng mới biết được, hóa ra nhà họ Lý gặp đại nạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Kính Sơn nhìn Lý Dục Thần, muốn nói lại thôi. Đúng vậy, năm đó tôi còn nhỏ, ông nội tôi đã đoán trước được biến cố nên đã sớm đưa tôi ra khỏi thủ đô, đến Nam Giang tránh thoát một kiếp. Lục Sư Huynh, ông biết được bao nhiêu về chuyện xảy ra với nhà họ Lý năm đó, Lý Dục Thần có chút mong đợi hỏi. Lục Kính Sơn lắc đầu thở dài, tôi từng thề sẽ ở trên hải đảo đến cuối đời. Cả đời này sẽ không bước vào đất liền nữa, cũng là vì sợ tâm ma của mình sống lại. Cho nên tôi không tự mình đi điều tra. Chuyện về nhà họ Lý, tôi không hề biết đến. Bây giờ nếu không phải cậu đến đây, tôi còn tưởng rằng nhà họ Lý đã. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lý Dục Thần, Lục Kính Sơn duỗi hai tay ra vỗ vỗ bả vai anh. Khoảng 20 tiên thiên, người số 1 trong khoảng thời gian 500 năm nay. Có một đứa cháu trai như cậu. Tôi nghĩ ông nội cậu cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Lý Dục Thần biết Lục Kính Sơn đang an ủi mình, mà nếu đã không có chút manh mối nào về chuyện của nhà họ Lý, anh cũng không nhắc đến nữa. Mấy người ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Lý Dục Thần thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chuyện ở Thiên Đô, Lục Kính Sơn đều nghe rất nghiêm túc, nhưng ông ta lại chưa từng chủ động mở miệng hỏi. Khi biết được Lý Dục Thần muốn dựng lại nhà họ Lý, còn thành lập tập đoàn Kinh Lý, Lục Kính Sơn càng kiên định với quyết tâm trả lại đảo. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn đều ủng hộ quyết định này. Lý Dục Thần không từ chối được, ngẫm nghĩ lại cũng thấy đây là ý trời, liền đồng ý. Đương nhiên, Lục Kính Sơn cũng đưa ra điều kiện của mình, đó chính là sau khi nhà họ Lý trở thành chủ nhân mới, không được xua đuổi bất kỳ một người dân nào ra khỏi đảo, đồng thời phải để lại một phần tài sản cùng cổ phần cho dân cư trên đảo. Đương nhiên Lý Dục Thần sẽ đồng ý, nhưng mà anh cũng yêu cầu ba người Lục Kính Sơn, Kỷ Nhiễm Lai, chữ Phượng Toàn tiếp tục làm đảo chủ đảo Cửu Long, đồng thời cũng đồng ý ba người bọn họ đều có quyền quyết định với bất cứ chính sách nào của đảo Cửu Long. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lục Kính Sơn lập tức mở hội nghị. Đầu tiên là triệu tập đại biểu dân cư trên đảo, tuyên bố với mọi người là người của nhà họ Lý đã trở về, đảo Cửu Long về sau sẽ giao cho nhà họ Lý quản lý. Dân cư trên đảo từ trước đến nay vẫn luôn tôn thờ, kính trọng Lục Kính Sơn. Ông ta đã lên tiếng, đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Những người già trên đảo đều biết,
đảo Cửu Long dựa vào nhà họ Lý mới có được sự phồn vinh, không có. Nhà họ Lý sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Lý Dục Thần trợ giúp bọn họ hàng phục Hải Yêu, giết Dêm, báo thù cho những cô gái trên đảo bị hại, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đương nhiên càng không có người không phục. Ngưu Nhật Thiên chống trường xuống đất một cái, lớn tiếng nói, ha ha, tôi đã nói rồi, Lý Đại Tông Sư không phải người bình thường, lần này thì hay, về sau đảo Cửu Long chúng ta sẽ theo họ Lý. Có người cười nói, vậy có phải Ngưu Nhật Thiên ông cũng phải đổi thành Lý Nhật Thiên hay không? Đám người liền cười ha ha. Sau đó chứ Phượng Toàn lại tổ chức hội nghị cấp cao ở đảo Bắc để tuyên bố chuyện này với đám người quản lý trên đảo. Dân chúng trên đảo chất phác, bọn họ sẽ không tính toán mấy vấn đề như quyền tài sản gì đó, chỉ cần vẫn còn đất đai, vẫn còn nhà cửa, những thứ khác đều không phải là vấn đề, huống chỉ họ bọn đều thấy chuyện trả lại đảo là hợp tình hợp lý. Nhưng đám quản lý trên đảo lại không nghĩ như vậy. Đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên có thêm một nhà họ Lý xuất hiện. Vốn dĩ chỉ có ba vị đảo chủ, đại đảo chủ thường xuyên bế quan, nhị đảo chủ cơ bản không quan tâm đến chuyện quản lý, chỉ để mỗi tam đảo chủ trông coi, quản lý trên đảo khá là lỏng lẻo, mức độ tự do của bọn họ rất cao, quyền lực cũng rất lớn. Bây giờ đột nhiên lại có thêm nhà họ Lý đến, hơn nữa còn có quyền khống chế tuyệt đối với toàn đảo, điều này khiến bọn họ sao có thể chịu được. Người đầu tiên đứng ra phản đối chính là giám đốc, Yến Sương Dũng của tập đoàn Cảng Vụ, khu khai thác. Dựa vào cái gì, khu khai thác Bắc Đảo có thể phát triển tới hôm nay, chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Bến cảng và bến tàu được xây dựng lên cũng tốn mồ hôi công sức của bao nhiêu người. Dựa vào cái gì mà chỉ mới nói một câu đã là của họ Lý. Yến Sương Dũng dẫn đầu đám đồng minh quản lý cao cấp nói. Đảo Cửu Long là nhà họ Lý đầu tư phát triển, chúng A cũng chỉ là người quản lý mà thôi. Chứ Phượng Toàn giải thích, hơn nữa đảo Cửu Long là của ba anh em chúng tôi hay là của nhà họ Lý thì cũng không ảnh hưởng gì đến mấy người mà. Cổ phần của mấy người hay số tiền hoa hồng của mấy người đều sẽ không thiếu đích một xu. Không phải vấn đề về cổ phần và chia hoa hồng, Yến Sương Dũng ngắt lời, nói, mà là vấn đề chúng tôi có. Được tôn trọng hay không? Đã đến thời đại nào rồi mà còn làm theo kiểu gia tộc Hoàng Triều như thế? Theo tôi thấy... Đảo Cửu Long đã sớm có thể thành lập chính phủ tự trị, dân tuyển dân trị mà. Một cái cây ngọn cỏ trên đảo này đều là của toàn thể dân cư trên đảo, không phải của người nào hay là của gia tộc nào hết. Yến Sương Dũng hùng hồn dõng dạc nói, cứ như là đang chiến đấu cho dân chủ, đang tranh thủ quyền lợi cho toàn thể dân cư trên đảo vậy. Điều này khiến chữ Phượng Toàn rất mất mặt, đang muốn nổi giận, chợt nghe Lý Dục Thần nói. Tổng Giám đốc Yến đúng không? Ông nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, một cái cây ngọn cỏ trên đảo Cửu Long này đều nên thuộc về toàn thể dân cư trên đảo. Mảnh đất này là căn cơ để dân cư trên đảo đặt chân, không ai có thể tước đoạt quyền lợi của bọn họ, không ai có thể cưỡng bức chiếm đất đai của bọn họ. Lời của Lý Dục Thần khiến chữ Phượng Toàn có chút ngạc nhiên, mà Yến Sương Dũng thì có mấy phần đắc ý, cong khóe miệng lên lộ ra một nụ cười lạnh không dễ phát hiện ra. Lý Dục Thần mỉm cười, tiếp tục nói ra. Thế nhưng Tổng Giám đốc Yến, hình như ông đâu phải dân cư trên đảo này. Yến Sương Dũng sững sờ, sắc mặt thay đổi. Ông ta còn chưa kịp nói chuyện, Lý Dục Thần đã trầm mặt xuống, nghiêm nghị nói, ở đây ai cũng có tư cách nói lời như vậy, chỉ có ông là không có. Dứt lời, anh đột nhiên khẽ vươn tay ra túm lấy Yến Sương Dũng ở phía đối diện bàn. Yến Sương Dũng lơ lửng ở giữa không trung, hai chân vùng vẫy loạn xạ, đưa tay ôm lấy cổ họng, nhìn qua có vẻ vô cùng khó chịu. Hành động của Lý Dục Thần khiến đám người ở đây đều giật nảy mình. Nhưng trong lòng mọi người lại càng thêm oán giận với hành vi bạo lực của anh. Ngay cả chữ Phượng Toàn cũng cảm thấy hành động này của Lý Dục Thần không ổn, dựa vào bạo lực để giải quyết vấn đề cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng Lý Dục Thần đã làm như vậy, chữ Phượng Toàn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng nên làm như thế nào để giải quyết giúp anh. Lý Dục Thần khẽ động ngón tay, xoẹt một tiếng. Vạt áo trước ngực Yến Sương Dũng bị mở bung ra, một cái thập tự giá rơi ra từ bên trong, lắc lư qua lại trước ngực ông ta. Chữ Phượng Toàn giận nảy cả mình, cả giận nói, ông là đồng bọn với đám quỷ Tây Dương kia. Tôi chỉ là một tín đồ đạo cơ đốc bình thường thôi, Yến Sương Dũng còn đang rảo biện. Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, tín đồ đạo cơ đốc bình thường sao? Như vậy nếu tôi phá hủy thập tự giá trên người ông,
chắc hẳn ông sẽ không có việc gì đúng không? Nói rồi anh nhẹ nhàng buông tay, Yến Sương Dũng rơi xuống đất, mà thập tự giá của ông ta đã rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Yến Sương Dũng vô cùng khẩn trương, chỉ vào Lý Dục Thần, tức giận nói, tên ác ma này, nếu cậu hủy hoại thánh vật thì sẽ bị thần phạt. Ồ hai vậy cứ để thần của ông đến trừng phạt tôi đi. Lý Dục Thần nắm chặt tay lại, nhìn qua có vẻ như muốn bẻ gãy thập tự giá. Mà thập tự giá lại phản kháng, mặt trời ở chỗ giao. Nhau của chữ thập kia bỗng nhiên tỏa sáng. Khuôn mặt Yến Sương Dũng vặn vẹo hẳn lên, cứ như muốn ăn thịt người, hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần, mà toàn bộ thân thể của ông ta cũng đang không ngừng run rẩy. Hừ, lỗ nguyên hình ra rồi chứ gì. Thập tự giá này chính là công cụ duy nhất để mấy người liên hệ với thần, cũng là con đường để mấy người bán linh hồn. Nếu thập tự giá bị phá hủy, ông cũng sẽ chết, đúng không? Lý Dục Thần nắm chặt tay lại, ánh sáng tắt ngóm, thập tự giá cũng hóa thành cho tàn trong lòng bàn tay của anh. Mà trên mặt Yến Sương Dũng lại lộ ra vẻ đau đớn, thân thể vặn vẹo một lát, bỗng nhiên nằm thẳng tắp bất động. Yến Sương Dũng chết rồi, thi thể cứ nằm thẳng trong phòng họp như vậy. Kiểu chết này quá mức rung động, đến mức đám người ở chỗ này đều kinh ngạc không nói ra lời. Bây giờ chứ Phượng Toàn mới biết Lý Dục Thần không phải muốn dựa vào bạo lực để thu phục người khác, mà là đã sớm phát hiện ra Yến Sương Dũng cũng là giáo đồ của Thái Dương Thánh Giáo. Khó trách dêm giết hại phụ nữ trên đảo lại thuận lợi như vậy, sau đó lại che giấu kỹ đến thế, hóa ra là có Yến Sương Dũng trợ giúp. Nói không chừng Yến Sương Dũng cũng tham gia vào quá trình sát hại. Yến Sương Dũng là người mới tới do chữ Phượng Toàn tự mình khảo sát đưa lên trên đảo, chữ Phượng Toàn cảm thấy vô cùng tự trách. Cậu Lý, là tôi điều tra không rõ, quản lý không nghiêm, là lỗi của tôi. Không liên quan đến Tam Đảo Chủ, thủ đoạn của Thái Dương Thánh Giáo này quá mức quỷ dị, còn có mưu đồ làm loạn Hoa Hạ chúng ta phải giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi, Lý Dục Thần nói rồi đảo mắt một vòng, cũng không biết ở đây có còn đồng bọn của bọn họ hay không. Anh vừa thốt ra lời này, đám quản lý cấp cao tham gia cuộc họp đều bị dọa sợ. Phó tổng quản lý dẫn đầu, cởi cúc áo ra để lộ lồng ngực đầy lông, vỗ ngực nói, mấy người nhìn đi, tôi không đeo thập tự giá. Từ trước đến nay tôi vẫn chưa bao giờ tin người phương Tây, Thái Dương giáo chó má gì đó không có liên quan gì đến tôi đâu. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Trong phút chốc, trong phòng họp xuất hiện một màn quỷ dị. Đám quý ông quý bà vừa rồi còn mặc âu phục đi giày da lịch sự lúc này đều cởi hết cúc áo để lộ ngực, xếp hàng dài đứng trước mặt Lý Dục Thần, để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Lý Dục Thần mỉm cười, nói, được, tôi đều nhìn thấy rồi, mời mọi người mặc quần áo tử tế, ngồi xuống đi. Đợi tất cả mọi người trở về vị trí một lần nữa, anh mới nói. Nếu mọi người đã có thể thẳng thắn nói chuyện, vậy tôi cũng sẽ nói thẳng luôn. Nếu nhà họ Lý làm chủ, tuyệt đối không làm ra chuyện qua cầu rút ván. Đào Cửu Long đã từng hứa hẹn với mấy người cái gì, chỉ cần hợp tình hợp lý hợp pháp, nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không quyệt nợ. Về sau sự phát triển của Đào Cửu Long còn cần dựa vào sức mạnh của mọi người. Mặt khác mấy người cũng yên âm, sau này ba vị đảo chủ vẫn là đảo chủ Đào Cửu Long, điều này sẽ không thay đổi. Chữ Phượng Toàn khẽ gật đầu, trong lòng thán phục, nước cờ rung cây dọa khỉ này của cậu Lý đúng là tuyệt diệu. Ông ta còn nghi ngờ liệu có phải Lý Dục Thần đã sớm biết thân phận của Yến Sương Dũng, cố ý để đến lúc này mới vạch trần, chính là vì để giết gà dọa khỉ hay không. Cậu Lý này đúng là sâu không lường được. Hội nghị xem như kết thúc thuận lợi, đảo Cửu Long cũng thuận lợi giao qua tay Lý Dục Thần, thành tài sản riêng của nhà họ Lý. Nhà họ Lý là thế gia Hoa Hạ, đảo Cửu Long thuộc về nhà họ Lý, đương nhiên cũng sẽ không tới lượt những quốc gia xung quanh ngấp nghé. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ Đông Doanh và ông Mai, thậm chí là Đại Mã Lữ Tống phía Nam cũng sẽ không nể mặt đảo Cửu Long như trước nữa. Mặt khác, Thái Dương Thánh Giáo tốn công sức làm nhiều chuyện trên đảo Cửu Long như thế, mục đích chắc chắn không phải đơn giản như truyền giáo. Lần này bọn họ tổn thất to lớn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cũng may đại đảo chủ Lục Kính Sơn có tu vi cao. Thâm, bây giờ đã xuất quan, có ông ta ở đây, đảm bảo sẽ an toàn không có vấn đề gì. Nhưng Lý Dục Thần vẫn dặn dò ba vị đảo chủ rất nhiều lần, có chuyện gì nhất định phải thông báo cho. Anh biết, gia chủ nhà họ Trần Trần Định Bang đang ở đảo Cửu Long, đã được chứng kiến toàn bộ những chuyện này. Ông ta vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, nhưng lại nghĩ mà sợ,
Kinh ngạc là vì thủ đoạn của Lý Dục Thần, đảo Cửu Long rộng lớn như thế, vậy mà chỉ trong vòng một đêm đã thành tài sản riêng của nhà họ Lý. Vui vẻ là vì từ nay về sau hợp tác với đảo Cửu Long chẳng khác gì là hợp tác với nhà họ Lý, lấy quan hệ của Trần Văn Học và Lý Dục Thần, việc hợp tác nhất định sẽ rất thuận lợi, việc làm ăn trên biển của nhà họ Trần nhất định sẽ càng làm càng lớn. Nghĩ mà sợ chính là, lúc trước vậy mà ông ta lại bắt con trai rút vốn khỏi thành phố Hòa, cũng cắt đứt qua lại với Lý Dục Thần, suýt nữa tạo ra sai lầm lớn. May mắn về sau ông ta giác ngộ ra sớm, quyết định thật nhanh, phế bỏ con trai lớn và vợ cả, lập Trần Văn Học làm người nối nghiệp. Cho dù vì thế mà trở mặt thành thù với nhà họ Phan ở Giang Đông, bây giờ xem ra nước cờ này đi quá đúng, quá đáng giá. Tài sản của đảo Cửu Long vô cùng khổng lồ, Lý Dục Thần cũng thật lòng học hỏi một người có kinh nghiệm trong giới kinh doanh như Trần Định Bang. Trần Định Bang đề nghị cho Lang Dụ Văn dẫn một đội ngũ tới. Lang Dụ Văn không chỉ là thiên tài thương nghiệp, mà còn là cao thủ trong việc chỉnh đốn lại tài nguyên. Đảo Cửu Long có tiềm lực vô hạn, không yếu hơn mấy nước nhỏ ở Thái Bình Dương là bao, nếu không phải nhà họ Lý thu hồi, muốn trở thành quốc gia độc lập cũng không phải không có khả năng. Chỉ một điểm này thôi đã khiến nhà họ Lý có công với Hoa Hạ rồi. Sau khi có đảo Cửu Long, chắc chắn kế hoạch phát triển của tập đoàn Kinh Lý cũng phải thay đổi. Điều này cũng cần Lang Dụ Văn đến chỉnh sửa lại. Có đảo Cửu Long cùng tập đoàn Kinh Lý, Lý Dục Thần như có thêm hai cánh. Trần Định Bang cảm thấy có lẽ nhà họ Lý ở thủ đô sẽ thật sự trở lại thời huy hoàng trước kia, thậm chí cũng có chút ít khả năng nâng cao một bước. Lý Dục Thần nghe ý kiến của Trần Định Bang, trở lại thành phố Hòa, dự định thương lượng với Lang Dụ Văn việc này, lại không nghĩ rằng vậy mà Lang Dụ Văn lại bị bệnh. Hơn nữa còn bị bệnh rất nặng. Lang Dụ Văn đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, nhìn như ngủ say hôn mê, nhưng lại nhíu mày rất chặt, cứ như đang làm ác mộng. Lúc Lý Dục Thần tới thăm anh ta, viện trưởng Diêu và mấy chuyên gia hội chẩn cho Lang Dụ Văn. Viện trưởng Diêu nhìn thấy Lý Dục Thần, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước, đơn giản là còn kính cẩn hơn cả lãnh đạo cấp tỉnh đến thị sát. Cậu Lý, viện trưởng Diêu bắt đầu nói về bệnh tình của Lang Dụ Văn cho Lý Dục Thần. Cơ thể của Tổng Giám Đốc Lang vô cùng suy yếu, số lượng tiểu cầu và bạch cầu đều thấp đến dưới mức an toàn, lúc nào cũng có thể mất mạng bởi vì xuất huyết nhiều và lây nhiễm. Chúng tôi đã tiến hành châm kim qua xương, loại bỏ khả năng bị bệnh máu trắng. Hệ bạch huyết cũng không phát hiện chỗ nào dị thường, chức năng nội tạng vẫn bình thường như cũ. Bệnh viện đã làm hết tất cả các bài kiểm tra có thể làm rồi, chuyên gia cũng tới xem bệnh. Viện trưởng Diêu nói một tràng, không biết là đang tranh công. Hay là vì muốn từ chối chịu trách nhiệm với kết quả tiếp theo? Ông ta lắc đầu, thật sự là không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể suy đoán là do căn cơ thiếu hụt dẫn đến, tiếp theo, chúng tôi dự định bắt đầu từ hướng này. Không cần, Lý Dục Thần ngắt lời ông ta, anh ta không bị bệnh, chỉ là bị người khác để mắt tới thôi. Bị người khác để mắt tới, viện trưởng Diêu vô cùng khó hiểu. Lý Dục Thần không tiếp tục giải thích, đi đến trước giường bệnh. Nhẹ nhàng đưa một tay ra điểm vào giữa trán Lang Dụ Văn, một cái tay khác thì vẽ bùa trong không khí, lạnh lùng nói. Đạo trích ở đâu, dám dùng tác hồn thuật, muốn chết. Viện trưởng Diêu trông thấy trong không trung có một chút ánh sáng màu vàng lóe lên, lại ẩn vào hư không. Trong nháy mắt ánh sáng vàng biến mất, ông ta mơ hồ nghe thấy một tiếng hét thảm truyền đến, còn có ánh sáng đỏ như màu. Viện trưởng Diêu không thể tin được dụi mắt mình, trái tim đập thình thịch. Lý Dục Thần nhét một viên đan dược vào trong miệng Lang Dụ Văn, sau đó nói, bây giờ có thể điều trị theo phương pháp của các ông rồi, chăm sóc anh ta cho kỹ, tôi đi một chút rồi về. Vừa dứt lời, anh chợt lách người bay ra ngoài cửa sổ, hóa thành một điểm sáng biến mất ở chân trời. Viện trưởng Diêu trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn cảm giác mình đang nằm mơ. Hồi lâu sau, ông ta mới hỏi y tá bên cạnh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Y tá còn khiếp sợ hơn ông ta, hoảng hốt nói, người kia hình như bay, bay. Viện trưởng Diêu đưa tay bịt miệng y tá, xuyệt, đừng nói ra, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Y tá giật nảy mình, hoảng sợ nhìn viện trưởng Diêu, ú ớ kêu lên. Viện trưởng Diêu chậm rãi buông tay ra, nói với cô ta, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, rõ chưa? Y tá mờ mịt lắc đầu, lại giật mình gật đầu. Viện trưởng Diêu thở ra một hơi, nói, Dương y tá trưởng phòng cán bộ sắp nghỉ hưu rồi đúng không? Bà ta nghỉ thì cô lên thay đi.
Y tá vô ý thức a một tiếng, bỗng nhiên kinh ngạc há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng được nhìn viện trưởng. Y tá trưởng phòng cán bộ, đây chính là chức vụ có làm mấy đời cũng không tới lượt cô ta. Vừa rồi cô nhìn thấy cái gì, viện trưởng Diêu lại hỏi. Không, không nhìn thấy cái gì cả, y tá nói. Viện trưởng Diêu thỏa mãn gật đầu, sau đó đi đến trước giường bệnh, kiểm tra Lang Dụ Văn trên giường. Không cần làm kiểm tra, chỉ xem khuôn mặt dần dần khôi phục huyết sắc, viện trưởng Diêu cũng biết Lang Dụ Văn đã khỏe rồi. Căn bệnh khiến cả bệnh viện bó tay chịu chết, đưa đến trong tay Lý Dục Thần lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng điều này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được của viện trưởng Diêu, dù sao ông ta đã được chứng kiến y thuật cao siêu của Lý Dục Thần không chỉ một lần. Nhưng hành động vừa rồi của Lý Dục Thần đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của viện trưởng Diêu, khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, sau đó chính là sợ hãi. Đương nhiên viện trưởng Diêu cũng nghe nói đến lễ đính hôn chấn động cả Nam Giang kia, bây giờ nhà họ Lâm đã phục hưng, thậm chí còn huy hoàng hơn trước đây, mà cái cây lớn như nhà họ Viên lại đổ tận gốc trong thời gian ngắn như vậy. Nghe nói chỉ còn lại tên nhóc bị điên, còn dùng một mồi lửa đốt sạch cả nhà. Cũng may, lúc trước chỉ là xem nhẹ, không đắc tội tôn thần này. Viện trưởng Diêu càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Sau khi sắp xếp xong xuôi việc chữa trị và chăm sóc Lang Dụ Văn, viện trưởng Diêu trở lại văn phòng, nhìn cờ thưởng treo khắp tường, chợt nhớ tới cái gì, cầm điện thoại lên bấm số của viện trưởng viện bên cạnh, nói. Alo, giúp tôi làm một cái cờ thưởng, cứ viết bốn chữ tôi là Lang Băm, đúng rồi, để treo trong phòng làm việc của tôi. Trương Đạo Viễn bỏ tới trên mái nhà Thiên Tinh Quan, đắp kín một cái ngói cuối cùng, phủi tay, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mấy tháng nay, ông ta không được rảnh rỗi một giây nào cả, một viên ngói một viên gạch, cuối cùng cũng xây xong Thiên Tinh Quan bị sụp đổ lại lần nữa. Thật sự là không dễ dàng mài. Trương Đạo Viễn đứng trên mái nhà, nhìn kiệt tác của mình, đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào. Lúc trước Lý Dục Thần bảo ông ta xây nhà, ông ta cũng có chút oán khí. Nhưng người ta sứ giả Thiên Đô, Thượng Thiên Côn Luân, cho dù mình có oán giận cũng không dám nói một câu nào. Nhưng bây giờ xây xong, từ đáy lòng ông ta lại muốn cảm ơn Lý Dục Thần. Thiên Tinh Quan lớn như thế đều là một mình ông ta xây lên, đây là công đức như thế nào chứ? Trăm năm sau, mọi người sẽ đánh giá ông ta như thế nào? Mặt khác, Trương Đạo Viễn phát hiện trong khoảng thời gian này mình không biết ngày đêm, tập trung tinh thần xây như, nhìn như vất vả. Nhưng không có việc vặt ràng buộc, trong lòng lại thanh tĩnh, tu vi cảnh giới đã tăng lên. Có lẽ đây chính là đạo lý duy trì một lòng thuần nhất mới nắm được đạo trung chính sao. Trương Đạo Viễn cảm thấy vô cùng hào hùng, trong lòng cũng bỗng nhiên sáng tỏ, không nhịn được phát ra một tiếng hét dài. Ông ta chợt nhớ tới trong quán còn có một vị khách, liền nhảy xuống khỏi nóc nhà. Vị khách này là đạo sĩ đến ngủ nhờ, tự xưng họ Lưu, tới từ Mao Sơn. Mao Sơn và núi Long Hổ cùng thuộc chính đạo, mặc dù từng có tranh giành chính thống, bình thường ít qua lại với nhau, nhưng dù sao cũng phải có quan hệ đồng môn, huống chi người ta đến ngủ nhờ, Trương Đạo Viễn cũng không thể đuổi người ta ra ngoài được, cho nên mới để ông ta vào trong. Nhưng Thiên Tinh Quan vẫn còn chưa xây xong, Trương Đạo Viễn còn bận tích góp từng viên gạch, đương nhiên không có thời gian chiêu đãi, sau khi sắp xếp cho ông ta một căn phòng liền để ông ta tự tiện, sau đó đi làm việc của mình. Ông ta thấy Lưu đạo sĩ này hình như đang dùng phù chú bảy linh trận, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao ba ngọn núi đều có đạo phù chú riêng, núi Long Hổ là môn hạ thiên sư, đương nhiên sẽ không hâm mộ pháp thuật Mao Sơn. Bây giờ cuối cùng cũng đã xây xong, Trương Đạo Viễn chuẩn bị đi chiêu đãi vị đồng đạo Mao Sơn này một chút, dù sao người ta cũng xem như vị khách đầu tiên sau khi ông ta xây dựng lại Thiên Tinh Quan. Ông ta đi vào phòng của Lưu đạo sĩ, chỉ thấy Lưu đạo sĩ đang ngồi trên bồ đoàn. Trên mặt đất trước người bày biện một vòng phù. Trương Đạo Viễn trông thấy những phù kia thì mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Trên những lá phù này có linh khí chuyển động, có vẻ như đang thông qua hư không bắt lấy thứ gì đó. Đây là, đang tác hồn, Trương Đạo Viễn thì thầm trong lòng. Phù chú tác hồn, núi Long Hổ cũng có thuật này, chỉ là sư môn có lệnh cấm không được lạm dụng. Vị Lưu đạo sĩ này, tại sao lại muốn dùng tác hồn trận? Hơn nữa còn đến thành phố Hòa để dùng. Đây là muốn hại người, hay là cứu người? Đương nhiên, thuật pháp tác hồn cũng là loại pháp thuật cấp cao, chứng tỏ Lưu đạo sĩ này có đạo hạnh rất sâu, ít nhất là sâu hơn Trương Đạo Viễn,
bởi vì Trương Đạo Viễn tự nghĩ mình sẽ không thể bày ra được linh trận này. Lưu đạo trưởng, Trương Đạo Viễn đang muốn chào hỏi, chợt thấy trong hư không lóe lên ánh sáng vàng, linh trận tác hồn trước mặt Lưu đạo sĩ nổ tung ầm ầm, những lá bùa vỡ vụn thành từng mảnh. Lưu đạo sĩ mở mắt ra, vừa giận dữ vừa chấn động, đang muốn lên tiếng, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy trong hư không truyền tới một giọng nói. Tiếng nói bay bổng, Trương Đạo Viễn không nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng. Muốn chết. Tiếp theo, toàn bộ không gian bỗng nhiên tối sầm lại, ánh sáng vàng tắt ngóm, Lưu đạo sĩ bỗng nhiên ôm ngực, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Trương Đạo Viễn luôn cảm thấy giọng nói hai chữ muốn chết kia có chút quen tôi, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ đã thấy Lưu đạo sĩ bị thương, vội vàng đi qua đỡ, nói, Lưu đạo trưởng, ông không sao chứ? Lưu đạo sĩ ho khan vài tiếng, lại ho ra mấy ngụm máu, khoát tay nói, không có việc gì. Không nghĩ tới ở thành phố Hòa còn có cao thủ như vậy, tôi phải nhanh chóng rời đi thôi. Cảm ơn Trương đạo trưởng, chúng ta gặp lại sau. Vừa dứt lời ông ta liền tránh khỏi bàn tay đang đỡ mình của Trương Đạo Viễn, lảo đảo đi tới cửa, đang muốn tông cửa xông ra ngoài. Chợt nghe thấy một giọng nói, ông đi được sao? Chỉ thấy một điểm sáng đen rơi xuống, Lý Dục Thần xuất hiện ở trong sân. Trương Đạo Viễn trông thấy Lý Dục Thần thì giật nảy mình, không nghĩ tới Lưu đạo sĩ bày linh trận là muốn đối phó với vị đại thần này, vì để đề phòng phải chịu trách nhiệm, ông ta vội vàng đi ra khỏi phòng, đến bên cạnh Lý Dục Thần, giải thích. Cậu Lý, Lưu đạo sĩ này là đến ngủ nhờ, tôi cũng không biết ông ta đang làm cái gì. Lý Dục Thần không thèm nhìn Trương Đạo Viễn cái nào, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Mạnh Vũ, hỏi, nói đi, ai phái ông tới? Lưu Mạnh Vũ đỡ khung cửa, cười lạnh nói, ha ha, có thể dựa vào linh trận của tôi để tìm đến từ xa, đúng là cao thủ. Nhưng đừng tưởng rằng như thế là tôi sẽ sợ cậu. Vừa dứt lời, ông ta liền ra một cái gương đồng, chiếu về phía Lý Dục Thần. Trên gương phòng ra một vệt ánh sáng, từ nhỏ biến thành lớn, bao vây lấy Lý Dục Thần. Lưu Mạnh Vũ lại lấy ra mấy lá bùa, ném về phía trước. Những lá bùa kia rơi vào trong cột sáng chiếu ra từ cái gương, mặt ngoài lá bùa được ánh sáng chiếu rọi, những phù chú kia lập tức tỏa ra ánh vàng rực rỡ, sinh ra rất nhiều tia chớp màu trắng nhỏ bé, lít nha lít nhít bò đầy lá bùa. Lưu Mạnh Vũ cười ha ha, cậu có thể dựa vào một chút hồn khí của linh trận tác hồn để tìm tới đây, chứng tỏ cậu thật sự là cao thủ trong cao thủ. Nhưng cậu cũng quá coi thường Vạn Phúc Cung Mao Sơn chúng tôi rồi, nếu như cậu vừa đến đã xông lên lấy mạng tôi, có lẽ tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng bây giờ cậu đã bị kim quang kính của tôi bao phủ, đừng hòng chạy trốn nữa. Ông ta liên tục làm ra mấy thủ quyết, lá bùa trong cột sáng liền đột nhiên hóa thành từng quả cầu sét màu trắng, bay về phía Lý Dục Thần. Đúng là trò mèo. Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay ra, nắm những quả cầu sét màu trắng kia ở trong tay. Lưu Mạnh Vũ giật nảy cả mình, làm sao? Có khả năng. Lý Dục Thần bắt lấy quả cầu sấm sét cứ như cầm một đống đồ chơi, di chuyển vài vòng trong tay, đột nhiên ném ra ngoài. Mấy quả cầu sét bay ra bốn phía, nổ tung âm ầm. Ánh sáng trắng lóa mắt, sấm sét bay tán loạn. Trương Đạo Viễn bị ánh sáng trắng này chói đến mức không mở mắt ra được, cũng không thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe trong tai truyền đến những âm thanh. Âm ầm. Xoẹt xoẹt. Bỗng nhiên ánh sáng trắng tắt đi, bốn phía rơi vào một vùng tăm tối. Qua một hồi lâu, Trương Đạo Viễn mới thích ứng được ánh sáng lần nữa, đến khi nhìn lại, trong lòng ông ta lập tức trầm xuống, thiên tinh quan vừa mới xây lại đã biến thành một vùng phế tích. A! À, Trương Đạo Viễn suýt nữa phát điên kêu lên. Đây chính là tâm huyết mấy tháng của ông ta. Lưu Mạnh Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào khung cửa, vô cùng hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Dục Thần. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Ông không có tư cách hỏi tôi. Nói đi, ai bảo ông tới? Mục đích là gì? Hời tôi thừa nhận pháp lực của cậu rất cao cường, nhưng tôi sẽ không nói cái gì cả, Lưu Mạnh Vũ nói. Thật sao? Lý Dục Thần cười lạnh một tiếng, Vạn Phúc Cung ở Mao Sơn đúng không? Ông không nói cũng không sao, tôi sẽ đến Mao Sơn, đầu tiên là san bằng Vạn Phúc Cung, lại hỏi tổ sư gia của mấy người. Vừa dứt lời, anh vung ra một luồng sáng màu đen, quấn lấy Lưu Mạnh Vũ, bay vút lên trời. Trương Đạo Viễn vội vàng hô to, cậu Lý, đạo quan của tôi thì làm sao bây giờ? Trên bầu trời truyền đến một câu trả lời, xây lại đi, vẫn là do ông làm.
Trương Đạo Viễn đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vừa rồi ở trên mái nhà ông ta còn cảm thấy hăng hái hào hùng, bây giờ chỉ còn lại xúi quẩy và không cam lòng. Trong lòng Trương Đạo Viễn tràn đầy uất sức, tất cả oán khí đều đổ hết lên trên người Lưu Mạnh Vũ, bỗng nhiên ông ta quay mặt về hướng Bắc, đưa tay vung ra một cái lôi phù. Ông ta cất tiếng mắng, đạo sĩ Mao Sơn thôi, tôi giật chết mẹ ông. Rất nhanh sức khỏe của Lang Dụ Văn đã khôi phục bình thường, ngày hôm sau anh ta đã sinh long hoạt hổ xuất viện, đồng thời lập tức đâm đầu vào trong công việc. Lý Dục Thần đã nói với anh ta chuyện về đảo Cửu Long, Lang Dụ Văn nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Cậu nói là, về sau toàn bộ đảo Cửu Long đều là của nhà họ Lý. Lang Dụ Văn chưa từng đi đến đảo Cửu Long, nhưng anh ta biết vị trí địa lý ở trên biển của đảo Cửu Long quá quan trọng, ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng và cân bằng lợi ích của những quốc gia xung quanh biển. Có đảo Cửu Long, nhà họ Lý đã không còn là hào môn bình thường nữa. Dựa theo yêu cầu của Lý Dục Thần, Lang Dụ Văn phải giúp anh trở thành hào môn trong 3 tháng, trong 3 năm trở thành người đứng đầu thủ đô. Mục tiêu thứ nhất đã thực hiện được, bây giờ ai dám nói cậu Lý của tập đoàn Kinh Lý không phải hào môn. Nhưng muốn trở thành người đứng đầu thủ đô trong 3 năm, độ khó cũng không nhỏ, thậm chí còn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ dựa vào tập đoàn Kinh Lý phát triển tự nhiên là tuyệt không có khả năng làm được. Lang Dụ Văn biết, anh ta chỉ có thể giúp được trong việc kinh doanh, tính quyết định chân chính vẫn là thực lực của Lý Dục Thần. Nhưng anh ta không ngờ được Lý Dục Thần lại thu đảo Cửu Long về danh nghĩa của mình. Lang Dụ Văn tin tưởng, cho dù không có những thứ khác, chỉ dựa vào đảo Cửu Long, quy hoạch phát triển 3 năm thật tốt cũng đủ để đứng ngang hàng với mấy gia tộc ở thủ đô kia. Anh ta vội vã sắp xếp lại chuyện ở tập đoàn Kinh Lý, sau đó liền đến đảo Cửu Long, thậm chí ngay cả chuyện mình bị hại sinh bệnh cũng không hỏi nhiều một câu. Bởi vì anh ta biết, loại chuyện này, Lý Dục Thần sẽ giúp anh A giải quyết. Lang Dụ Văn ở lại đảo Cửu Long nửa tháng. Nửa tháng sau, anh ta đã làm ra một phần phương án kế hoạch phát triển đảo Cửu Long kỹ càng. Sau khi Chữ Phượng Toàn nhìn qua cũng vô cùng bội phục Lang Dụ Văn. Nhất là Lang Dụ Văn còn suy nghĩ kỹ càng cho quyền lợi của dân cư trên đảo, để lại rất nhiều lợi ích, là một người có tầm nhìn lâu dài. Tổng Giám Đốc Lang đúng sự là không tâm thường, khó trách cậu Lý lại tôn trọng cậu như thế, để cậu cầm lái tập đoàn Kinh Lý. Bản kế hoạch này của cậu đã khiến chúng tôi thấy được tương lai tốt đẹp của đảo Cửu Long. Còn có rất nhiều chuyện mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ. Là một trong những đảo chủ của đảo Cửu Long, tôi thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lang Dụ Văn cười nói, tam đảo chủ quá khiêm tốn rồi. Mỗi người chuyên về một lĩnh vực mài hơn nữa, mấy chục năm trước nhà họ Lý đã làm xong quy hoạch cho đảo Cửu Long, chỉ là vật đổi sao rời, tình hình thế giới thay đổi, cũng xuất hiện rất nhiều sản nghiệp mới. Nhưng ở trên phương hướng chính thì quy hoạch mà nhà họ Lý làm ra đã rất tốt rồi, tôi chỉ lấy đó làm cơ sở, bổ sung và sửa chữa một chút mà thôi. Muốn thực hiện những điều này, vẫn phải dựa vào sự cố gắng của đảo chủ và dân chúng trên đảo. Chữ Phượng Toàn ôm quyền nói, Tổng Giám Đốc Lang yên tâm, chuyện ở trên đảo cứ giao cho chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong phương án đó đương nhiên cũng có điều chỉnh nhân sự, nhưng loại chuyện này không vội vàng được, Lang Dụ Văn cũng chỉ có thể để người trên đảo làm trước, lại điều hai người đáng tin từ tập đoàn Kinh Lý lên đảo, trợ giúp đám người Chữ Phượng Toàn làm việc thôi. Trong khoảng thời gian Lang Dụ Văn bận rộn ở trên đảo Cửu Long, tin tức nhà họ Liễu ở thành phố Dũng bị diệt môn cũng bắt đầu lên men. Nhà họ Liễu có truyền thống luyện võ, gia thế lừng lẫy, cộng thêm đã từng có công bảo vệ vùng biển, thanh danh không tệ, cũng qua lại với rất nhiều hào môn thế gia. Bây giờ lại bị diệt trong vòng một đêm, chuyện này đương nhiên đã gây ra chấn động không nhỏ. Rất nhiều cao thủ võ lâm đều đi đến nhà họ Liễu điều tra chân tướng, trong đó cũng không ít người tu hai loại võ đạo. Bọn họ đã phát hiện ra ma khí trong đống đổ nát âm trầm như địa ngục cả nhà họ Liễu. Thế là việc này liền kinh động đến chính đạo huyền môn xung quanh. Sau khi được nhiều người kiểm chứng, đã xác định được mấy manh mối. Đầu tiên, nhà họ Liễu diệt môn chắc chắn có liên quan đến ma đạo. Thứ hai, bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu thất trọng bảo hàm đã biến mất. Thứ ba, trước khi nhà họ Liễu diệt môn, Lý Dục Thần đã từng tới đây, sau khi nhà họ Liễu bị diệt môn một ngày mới rời khỏi. Cứ như vậy. Người bị tình nghi diệt môn nhà họ Liễu liền chỉ về hướng Lý Dục Thần. Đương nhiên, bởi vì không có chứng cứ trực tiếp, mọi người cũng chỉ nghi ngờ, còn chưa kịp tới cửa chất vấn.
Dù sao Lý Dục Thần bây giờ là tông sư số một Nam Giang, đang cực kỳ nổi tiếng. Người đầu tiên nói cho Lý Dục Thần chuyện này là Tiền Khôn. Tiền Khôn cũng không nói kỹ càng, chỉ gọi điện thoại nói đơn giản, để Lý Dục Thần cẩn thận một chút. Nếu như cần, ông A có thể ra mặt mời người liên quan đến, tổ chức một cuộc họp nói cho rõ ràng. Lý Dục Thần trực tiếp từ chối. Nói cho rõ ràng, nói rõ cái gì? Không làm sai thì không cần giải thích, anh căn bản khinh thường làm loại chuyện này. Sau khi Lang Dụ Văn trở về liền báo cáo thành quả đến đảo Cửu Long với anh. Lý Dục Thần nhìn dáng vẻ hưng phấn nước miếng văng tung tóe của Lang Dụ Văn, cười nói, chú Lang, rất ít khi thấy chú kích động như vậy. Lang Dụ Văn nói, có thể không kích động sao? Có đảo Cửu Long và tập đoàn Kinh Lý, tôi rất có lòng tin về việc phục hưng nhà họ Lý. Lý Dục Thần gật đầu nói, chú Lang, trong khoảng thời gian này chú cũng mệt mỏi rồi, chuyện đảo Cửu Long và tập đoàn Kinh Lý cứ để từ từ, cho người phía dưới xử lý, tôi dẫn chú ra ngoài đi dạo. Lang Dụ Văn kinh ngạc nói, đi đâu? Thành phố Long, Lý Dục Thần nói. Lang Dụ Văn giật mình, đi thành phố Long làm gì? Lý Dục Thần mỉm cười, nói, tôi đã đồng ý với chú là sẽ giúp chú lấy lại toàn bộ Giang Đông mà. Lang Dụ Văn nghe vậy thì trở nên vô cùng kích động. Nhưng rất nhanh ông ta đã tỉnh táo lại, trầm ngâm. Nói, cậu Lý, tập đoàn Kinh Lý vừa mới cất bước, đảo. Cửu Long cũng cần thời gian để phát triển và thu gom lòng người. Bây giờ đi Giang Đông có phải hơi sớm hay không? Lý Dục Thần cười nói, người ta đã chạy đến thành phố Hòa để lấy mạng chú rồi, vậy mà chú vẫn bình tĩnh như thế. Lang Dụ Văn giật mình, cậu nói là, căn bệnh quái ác kia của tôi là do hào môn ở Giang Đông gây ra. Lý Dục Thần gật đầu nói, nhà họ Phan thành phố Long mời thuật sĩ Mao Sơn làm. Nhà họ Phan thành phố Long, Lang Dụ Văn chau mày, nhớ tới chuyện cũ, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Nhưng rất nhanh ông ta đã khiến mình tỉnh táo lại. Nói tôi vẫn cảm thấy bây giờ đi Giang Đông hơi sớm, nếu như để đám hào môn ở Giang Đông bắt tay nhau, với tình hình trước mắt sợ là sẽ rất bất lợi. Nghiệp lớn phục hưng của cậu quan trọng hơn, chuyện của tôi để nói sau cũng được. Lang Dụ Văn càng nói như vậy, Lý Dục Thần càng xem trọng ông ta hơn chút, càng cảm thấy mình lựa chọn người này không sai. Vốn dĩ tôi cũng không muốn động đến đám hào môn Giang Đông nhanh như vậy, nhưng nếu nhà họ Phan đã gấp gáp đến thế, vậy thì đánh con chim đầu đàn này trước. Việc xử lý tám hào môn ở Giang Đông bắt đầu từ nhà họ Phan đi. Lang Dụ Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, nói, vậy hãy cho tôi 3 ngày, tôi sắp xếp chuyện ở tập đoàn đã. Lý Dục Thần nói, được, 3 ngày sau tôi sẽ tới đón chú. 3 ngày sau, Mã Sơn lái xe chở Lý Dục Thần tới đón Lang Dụ Văn. Đây là một chiếc xe sang trọng mới mua. Bây giờ Lý Dục Thần đã là cậu Lý mà mọi người đều biết, một mình đi ra ngoài không quan trọng, nhưng nếu dẫn theo Lang Dụ Văn đến Giang Đông, đương nhiên cũng phải thể hiện một chút. Dẫn Mã Sơn theo một mặt là cần người lái xe, một mặt khác, bây giờ công phu của Mã Sơn đã rất tiến bộ, lần này đến Giang Đông lật đổ nhà họ Phan chính là cơ hội tốt để thực chiến lấy kinh nghiệm. Sau khi Lâm Vân biết cũng năn nỉ muốn đi cùng, chỉ là bởi vì phải đi học nên Lý Dục Thần không đồng ý. Thật ra Lâm Vân đã sớm vào sinh ra tử mấy lần, ngược lại là Lâm Mộng Đình và Đinh Hương vẫn luôn ở trong nhà ấm, trong chuyện tu hành dễ dàng gặp phải chướng ngại. Lý Dục Thần rất lo lắng về điều này, định để lúc nào đó sẽ dẫn hai người ra ngoài sông sáo một chút, để hai người thực sự tiếp xúc với thế giới tu hành và giang hồ. Lần này ngoại trừ Mã Sơn, anh còn dẫn theo một người, chính là đạo sĩ Lưu Mạnh Vũ của Vạn Phúc Cung Mao Sơn. Chiếc xe dừng dưới nhà Lang Dụ Văn. Chờ Lang Dụ Văn đi xuống, Lý Dục Thần liền chỉ vào sau cốp xe nói, tặng chú một món quà đớ. Đường Mã Sơn mở cốp sau xe ra, Lang Dụ Văn liền nhìn thấy Lưu Mạnh Vũ bị trói gô, trong miệng còn bị nhét một nhúm vải, dáng vẻ vô cùng chật vật. Người này tên là Lưu Mạnh Vũ, bệnh của chú chính là do ông ta giở trò quỷ, Lý Dục Thần nói. Lang Dụ Văn nhíu mày, tiến lên lấy nhúm vải trong miệng Lưu Mạnh Vũ ra, hỏi tại sao ông lại muốn hại tôi? Lưu Mạnh Vũ phun ra một hơi, không để ý tới Lang Dụ Văn mà há miệng mắng, họ Lý, cậu có gan thì thả tôi ra. Rõ ràng cậu biết pháp thuật, cấm chú tôi là được, vì sao lại phải dùng dây thừng trói tôi, dùng vải nhét vào miệng tôi. Tôi là đạo sĩ của Mao Sơn, cậu làm như thế là đang sỉ nhục đạo môn, cẩn thận thiên đạo phạt cậu. Chát, một bàn tay vung tới. Người đánh chính là Mã Sơn.
Mã Sơn ra tay rất nặng, cái tát này khiến mặt Lưu Mạnh Vũ sưng vù lên. Đạo sĩ cái đầu ông làm loại chuyện này, cũng không biết ai đang sỉ nhục đạo môn đâu, Mã Sơn mắng, nếu còn lắm mồm nữa, ông đây sẽ tìm một cái băng vệ sinh nhét vào miệng ông, để xem ông còn chửi bới nữa không. Lưu Mạnh Vũ lập tức ngậm miệng. Chỉ là ông ta vẫn hung hăng chừng Mã Sơn, cứ như muốn ăn anh ta vậy. Lý Dục Thần chỉ vào Lưu Mạnh Vũ nói với Lang Dụ Văn, đây coi như là quà tặng cho chú, người này xử lý như thế nào tùy thuộc vào chú đấy. Trong mắt Lưu Mạnh Vũ lóe lên một vẻ sợ hãi. Lang Dụ Văn cau mày nói, tôi biết cổ đạo trưởng của Vạn Phúc Cung Mao Sơn, năm đó cũng coi như có chút qua lại. Tôi không hiểu chuyện đạo môn mấy người, nhưng cổ đạo trưởng là người không tệ. Nếu là đệ tử Mao Sơn, vậy thì đưa về Mao Sơn đi. Tôi chỉ tìm Phan Phượng Niên tính sổ thôi. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, vậy thì đưa ông ta về Vạn Phúc Cung, là đồ đệ của người nào thì người đó chịu trách nhiệm, muốn đánh đòn thì cũng phải đánh mông trưởng môn Mao Sơn. Lưu Mạnh Vũ nghe thấy anh làm nhục sư trưởng thì càng giận dữ, nhưng nghĩ tới Mã Sơn, muốn mở miệng ra lại ngậm chặt lại. Cốp xe đóng lại rầm một tiếng, Lý Dục Thần và Lang Dụ Văn ngồi vào trong xe, Mã Sơn lái xe đến Giang Đông. Trước khi đến thành phố Long, bọn họ đến Cô Tô trước một chuyến. Muốn động vào hào môn Giang Đông, đương nhiên phải thông báo với Tử Thông một tiếng. Lý Dục Thần đến khiến Tử Thông vô cùng kích động, tiếp đãi bọn họ như khách quý. Nghe nói bọn họ muốn đến thành phố Long xử lý nhà họ Phan, Tử Thông có chút giật mình, nhắc nhở cậu Lý, nhà họ Phan và Mao Sơn có quan hệ rất thân thiết, cậu phải cẩn thận một chút. Lý Dục Thần cười nói, nhà họ Tử sợ Mao Sơn à? Tử Thông lập tức nghiêm mặt lại, nói chưa nói tới sợ, nhưng chúng tôi là người làm ăn, từ trước đến nay vẫn luôn không muốn đắc tội với đạo môn. Vì sao nhà họ Phan có thể chiếm cứ thành phố Long, cũng là bởi vì sau lưng có Mao Sơn. Có không ít hào cường đã từng phải chịu thua thiệt dưới tay bọn họ, nghe nói đều là do thuật sĩ Mao Sơn ra tay. Lý Dục Thần kinh ngạc nói, Mao Sơn cũng là một trong số đạo môn xa xưa nhất, vì sao lại rơi vào cảnh ầm thường như thế? Tử Thông nói, cũng không thể nói như vậy được, chủ yếu là đệ tử Mao Sơn tương đối tạp nham, cũng chia ra rất nhiều phe phái. Nghe nói ra môn trên núi của lão đạo vẫn rất chính thống, nhưng không chịu nổi các đệ tử dưới núi làm việc phá hủy thanh danh của bọn họ. Tử Thông lại giới thiệu một chút về tình huống Mao Sơn với Lý Dục Thần. Lúc ra về, ông ta thấy Lý Dục Thần chỉ đi một chiếc xe, liền nói, cứ như vậy đến nhà họ Phan thì không khỏi quá yếu thế. Đường đường là cậu Lý, sao có thể keo kiệt như thế được? Tôi sẽ phái một đội xe đi cùng với cậu, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng có thể phô trương thanh thế cho cậu. Lý Dục Thần tưởng tượng thấy vậy cũng tốt, anh muốn phục hưng nhà họ Lý, đúng là cần phải có thanh thế lớn một chút, liền đồng ý. Anh vốn cho là Tử Thông chỉ phái giam 3 chiếc xe, mỗi xe một tài xế cũng coi như là phô trương thanh thế rồi. Kết quả ông ta lại phái dòng giã tận 30 chiếc. Tất cả đều là xe sang, trên mỗi chiếc xe ngoại trừ lái xe còn có 4 vệ sĩ áo đen. 30 chiếc xe sang trọng tiền hô hậu ủng, kẹp xe của Lý Dục Thần ở giữa, đi lên cao tốc, lái thẳng đến thành phố Long. Đây đúng là thanh thế lớn mạnh. Đội xe gào thét một đường đến trước cửa nhà họ Phan thành phố Long. Hơn 100 người áo đen bước xuống khỏi xe, xếp thành đội ngũ nghiêm chỉnh. Đám bảo vệ trước cửa nhà họ Phan bị khí thế kia dọa sợ. Đã sớm đi vào trong báo tin. Phan Phượng Niên còn tưởng rằng là nhân vật lớn gì đó, vội vàng bảo quản gia ra cửa tìm hiểu tin tức trước, để đoán xem mình có cần tự mình ra nghênh đón hay không. Quản gia chạy đến cửa, trông thấy khí thế ngoài cổng cũng là hít một hơi lạnh. Ông ta đi về phía chiếc xe ở giữa đội xe, dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, chắp tay nói. Không biết là khách quý ở đâu đến, tôi là quản gia của bản phủ Phan Nhạc. Cửa xe mở ra, hai người đi xuống từ trên xe. Một thanh niên đẹp trai, một người đàn ông trung niên đầu bạc, đeo kính, trong sự nhã nhặn mang theo vài phần tang thương. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn cánh cửa biệt thự nhà họ Phan một chút, nói tôi đến rồi đây. Sao thế, Phan Phượng Niên không ra hoan nghênh tôi sao? Phan Nhạc luôn cảm thấy người đàn ông trung niên đầu bạc kia có chút quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi. Vị này... Không biết ông tên là gì, Phan Nhạc hỏi. Lang Dụ Văn. Lang Dụ Văn chỉ nói ngắn gọn 3 chữ. Phan Nhạc giống như nghe được tiếng sấm, toàn thân chấn động,
đưa tay chỉ Lang Dụ Văn giống như gặp quỷ, ông. Ông! Lang Dụ Văn cười lạnh một tiếng, Phan Nhạc, trí nhớ của ông cũng không tốt lắm nhỉ. Vừa dứt lời, Lang Dụ Văn cũng không thèm nhìn ông a cái nào, nhấc chân muốn đi vào bên trong. Phan Nhạc vội vàng ngăn cản, ông không thể đi vào. Đột nhiên có một cái chân thò tới, dầm một tiếng, Phan Nhạc bị đá bay ra ngoài như diều đứt dây, vượt qua ngưỡng cửa, ngã ra bên ngoài sân. Cú đá này là của Mã Sơn. Anh ta đã rèn luyện ở Mai Hoa Trang gần nửa năm, bộ võ đã có một chút thành tựu, lực ở chân cực lớn. Đây không phải võ công đơn giản, mà là đã ẩn chứa đạo. Pháp huyền ảo ở bên trong. Có Mã Sơn mở đường, Lang Dụ Văn và Lý Dục Thần song song đi vào trong. Đi được hai bước, bên trong mới truyền đến một tiếng vang rầm rầm, chính là tiếng Phan Nhạc rơi xuống đất. Tiếp theo là những tiếng gào thét ầm, hỗn loạn. Đại quản gia bị thương rồi. Đại quản gia sắp không được. Bọn họ xông vào rồi. Nhanh đi báo cáo gia chủ. Mau ngăn cản bọn họ lại, đừng để bọn họ vào cửa. Những tiếng gào to cùng tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, một đám vệ sĩ xông ra khỏi cửa đầu tiên. Nhưng đối mặt với hơn 100 người áo đen, bọn họ có chút sụt rè, đột nhiên không có ai dám lên trước. Không thể không nói, đám vệ sĩ mượn từ chỗ Từ Thông có tố chất cực cao, chuyện đã đến nước này rồi mà từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt, đội hình và bước chân cũng không hề hỗn loạn, cứ như đã được thiết lập sẵn chương trình vậy. Lý Dục Thần khế gật đầu, xem ra thực lực của Từ Thông còn lớn hơn anh nghĩ một chút. Bọn họ đều không ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Đám bảo vệ ở Phan Phủ đã không có đường lui, nếu lùi lại tiếp thì bọn họ sẽ bước vào cửa mất. Dừng lại, tên bảo vệ cầm đầu quát. Nhưng anh ta còn chưa dứt lời, Mã Sơn đã xông lên từ xa, đá bay anh ta đi. Ngay sau đó, trái một quyền, phải một trường, đánh bay toàn bộ đám vệ sĩ đứng chắn trước mặt, mở ra một lối đi. Anh ta cũng không truy kích, dù sao chỉ cần mở đường về phía trước là được, anh ta cũng không đánh những người khác, nhưng người nào mà ngăn cản trước mặt anh ta sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Lý Dục Thần và Lang Dụ Văn đi theo anh ta bước vào. Cửa lớn Phan Phủ. Đám vệ sĩ áo đen cũng tràn vào, vẫn vây quanh bọn họ như cũ. Vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy Phan Nhạc nằm trên mặt cỏ phía trước, khóe miệng chảy máu, không nhúc nhích, dáng vẻ nửa chết nửa sống. Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng quát to. Người nào, lại dám to gan xông vào Phan Phủ. Chỉ thấy một đám người đi tới từ bên trong vườn hoa, một người đi đầu có thân hình cao lớn khỏe mạnh, nhìn qua liền biết là có luyện võ. Đám nhân viên an ninh thấy bọn họ đi ra thì như được đại xá, vội vàng lùi sang một bên. Đội trưởng đội bảo vệ đi qua, chỉ vào bên này thấp giọng nói vài câu. Người kia đi tới, trông thấy hơn 100 người áo đen cũng không bị khí thế kia hù ngã, hiển nhiên là kẻ tài cao. Gan cũng lớn. Ông ta nhìn Mã Sơn, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, nói ra công phu không tệ, xưng tên ra đi. Ông nội Phan của cậu không giết hạng người vô danh. Ông ta vừa nói xong, chỉ thấy hoa cả mắt, một nắm đấm to đã xuất hiện ở trước mắt như ma quỷ, dầm một tiếng nện ở trên mặt ông ta. Người kia bay vèo ra ngoài, may mà có một đám người đỡ lấy ông ta nên ông ta mới không rơi xuống đất. Cho dù như thế, ông ta cũng vô cùng chật vật. Sống mũi lệch đi, đôi mắt sưng lên, trong miệng đầy máu, răng cửa cũng không biết đi đâu mất rồi. Ông ta chỉ vào Mã Sơn, ú ớ nói không rõ cậu. Cậu, đây là công phu gì? Mã Sơn cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, dưới chân thực hiện động tác bộ võ, cả người lại xuất hiện trong đám người bọn họ như ma quỷ, vung vẩy hai tay ra, đám người xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, chỉ còn lại người kia đứng ở nơi đó, dùng đôi mắt sưng vù hoảng sợ nhìn Mã Sơn. Tiếp theo, ông ta cũng cảm thấy phần bụng quặn đau, cả người bay cao lên trời. Ông ta ở trên không trung trơ mắt nhìn mấy người bọn họ đi vào sâu trong Phan Trạch. Sau đó, ông ta liền rơi xuống đất rầm một tiếng, nằm ngay bên cạnh quản gia Phan Nhạc. Mã Sơn tiến lên một đường như chém dưa thái rau, căn bản không có ai là đối thủ của anh ta. Lý Dục Thần âm thầm gật đầu, công phu của Mã Sơn tiến bộ nhanh hơn anh nghĩ một chút. Nếu tính trên võ đường thì Mã Sơn không bằng Lâm Vân. Lâm Vân biết công phu đệ tử nội môn, Mã Sơn thì không, Mã Sơn chỉ biết đánh nhau. Nhưng cũng chính bởi vì biết đánh nhau nên kinh nghiệm thực chiến của Mã Sơn vô cùng phong phú,
cũng càng dễ hiểu được nguyên lý trong công phu chiêu thức. Mà những điều Lý Dục Thần dạy thật ra đã sớm vượt qua võ đạo bình thường trên thế gian, thuộc về phạm trù cổ võ, có liên quan chặt chẽ với huyền môn. Công phu bây giờ của Mã Sơn cũng miễn cưỡng xem như đi dần từng bước từ nông đến sâu. Võ giả bình thường rất khó đánh bại anh ta. Hiển nhiên nhà họ Phan không có cao thủ gì, trên đường cơ bản không gặp mấy người ngăn cản ra dáng. Mã Sơn vừa đi vừa đánh, Lý Dục Thần càng không xen vào được. Sau khi đi vào bên trong nhà họ Phan, Phan Phượng Niên mới vội vàng đi ra dưới sự bảo vệ của một đám người. Mấy người rốt cuộc là ai? Vì sao xông tới nhà họ? Phan tôi. Phan Phượng Niên không thể ngờ được lại có người trực tiếp đánh thẳng vào trong như vậy, đây là chuyện chưa từng xảy ra mấy chục năm qua, thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện ở ngay trong ý nghĩ của ông ta. Cho dù bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, nhưng Phan Phượng Niên cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Trong tay ông ta còn có người, cũng có súng. Nơi này là thành phố Long, là địa bàn nhà họ Phan. Gia chủ nhà họ Phan, làm sao, không nhận ra tôi à, Lang Dụ Văn nói. Lúc này Phan Phượng Niên mới nhìn về phía Lang Dụ Văn, vừa rồi ông ta cũng chỉ cảm thấy quen mắt, cuối cùng bây giờ mới nhớ ra ông là Lang Dụ Văn. Ha ha, cuối cùng gia chủ nhà họ Phan đã nhớ ra tôi rồi. Ông đến đây làm gì? Làm gì ư, gia chủ nhà họ Phan đã làm gì, không cần tôi nhắc nhở chứ. Hừ, Lang Dụ Văn. Đã nhiều năm như vậy rồi mà ông vẫn còn vướng mắc chuyện năm đó sao? Mấy năm nay, ông bật vô âm tím, tôi còn tưởng rằng ông trốn đi đâu rồi chứ? Phan Phượng Niên giễu cợt nói, sao vậy? Làm rùa đen rút đầu đủ rồi, muốn ra mặt à? Lang Dụ Văn cũng không tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, đã nhiều năm như thế rồi, tôi cũng muốn quên đi. Nhưng gia chủ nhà họ Phan lại cố ý nhắc nhở, làm sao tôi có thể không nhận tình cảm này của ông chứ? Tôi nhắc nhở cái gì, Phan Phượng Niên ngạc nhiên nói. Ông phái người đến Nam Giang lấy mạng tôi, không phải là muốn nhắc nhở tôi ở Giang Đông vẫn còn kẻ thù của tôi, bảo tôi phải nhớ mãi không quên sao, Lang Dụ Văn nói, làm sao tôi có thể không nhận tình cảm này của gia chủ nhà họ Phan chứ. Phan Phượng Niên vô cùng kinh hãi, biết Lưu Mạnh Vũ đã thất bại. Nói hưu nói vượn. Ha ha, xem ra gia chủ nhà họ Phan không dám thừa nhận rồi. Hừ. Thừa nhận thì sao chứ? Ông cho rằng ông có tay đấm là làm được gì tôi à? Phan Phượng Niên nhìn Mã Sơn, vị này chính là cậu Lý nổi tiếng Nam Giang đi. Ha ha, đúng là rất giỏi đánh đấm. Mã Sơn cười ha ha, Phan Phượng Niên, chỉ bằng ầm nhìn hạn hẹp này của ông mà cũng đòi nhận ra cậu Lý à? Nghe cho kỹ vào, ông đây tên là Mã Sơn. Phan Phượng Niên vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới đây không phải Lý Dục Thần. Nhưng mà điều này lại khiến ông ta có thể thở phào. Nhẹ nhõm. Ha ha, nghe nói Lý Dục Thần là tông sư, còn có thể khiến tôi kiêng kỵ mấy phần, nếu cậu không phải, vậy tôi còn gì phải sợ nữa. Vừa nói xong, đột nhiên có một người mặc áo vải mộc mạc, cầm một thanh đoản kiếm gỗ đào lóe ra bên cạnh ông ta. Mà những người khác thì tản ra, bao vây Phan Phượng Niên ở trung tâm, trong tay mỗi người đều có một khẩu súng. Phan Phượng Niên cười ha ha, đừng quên, nơi này là thành phố Long. Bầu trời ở thành phố Long, một nửa là của Mao Sơn, một nửa là của Phan Phượng Niên tôi. Trông thấy bên cạnh Phan Phượng Niên xuất hiện nhiều người cầm súng như vậy, Lang Dụ Văn nhíu mày. Ông ta cũng là người từng trải, đã qua lại với rất nhiều hào môn đại tộc, thường thấy được việc đời. Bàn về súng, ông ta cũng từng sử dụng rồi, bên cạnh cũng có vệ sĩ đeo súng. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy tên nhà giàu nào nuôi nhiều vệ sĩ cầm súng trong nhà như vậy. Nhà họ Trần ở Thân Châu to lớn như thế mà bình thường bên cạnh gia chủ Trần Định Bang cũng chỉ có 2-3 vệ sĩ đeo súng, những người khác đều là cao thủ công phu. Hành động này của Phan Phượng Niên càng giống như đại ca xã hội đen 100 năm trước, mà không phải gia chủ hào môn xã hội hiện đại. Có thể thấy được mặc dù ông ta là bá chủ thành phố Long, tự xưng là trời của thành phố Long, nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Trong việc làm ăn của nhà họ Phan nhất định là có không ít việc đen tối. Lý Dục Thần làm như không thấy đội ngũ vũ trang súng ống đầy đủ này, ngược lại là người mặc áo vải cầm kiếm gỗ ở giữa mới thu hút sự chú ý của anh. Trên người người này có pháp lực dao động, mà thanh kiếm gỗ đào kia cũng không phải kiếm gỗ đào bình thường, thân kiếm ẩn chứa khí tức lôi điện. Chất liệu là gỗ đào bị sét đánh, được dùng pháp thuật rèn luyện thành.
mà bên trong khí thức lôi điện này còn ẩn chứa huyết tinh và sát khí. Xem ra là đã từng giết không ít người. Dường như Phan Phượng Niên rất tự tin với lực, lượng vũ trang của mình, cũng không biết sự tự tin này bắt nguồn từ đám vệ sĩ cầm súng hay là tên cầm kiếm gỗ kia. Lý Dục Thần cười nói với Vấn Mã Sơn, anh Mã Sơn, một đường đánh vào đây có cảm giác như thế nào? Mã Sơn khinh thường nói, chỉ là một đám người vô tích sự, không đã nghiền chút nào. Lý Dục Thần nói, anh Mã Sơn, cẩn thận một chút, đã đến lúc kiểm tra công phu của anh rồi đấy. Em muốn nói đến đám ngốc nghếch cầm súng đó sao? Mã Sơn đưa tay chỉ vào một người, cười ha ha nói, đã lấy súng ra hết rồi, chứng tỏ là không còn bản lĩnh gì khác, vậy thì có gì phải sợ? Ha ha ha! Tiếng cười của anh ta còn chưa dứt, cả người đã xông ra ngoài nhanh như chớp, lao vào trong đám vệ sĩ của Phan Phượng Niên. Mặc dù những tên vệ sĩ cầm súng kia đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng không nghĩ tới Mã Sơn lại hành động nhanh như vậy. Lúc đánh cận chiến, có lẽ súng còn không dùng tốt bằng một con dao găm, nhất là ở dưới tình huống xung quanh có nhiều người một nhà như vậy, nếu liều lĩnh nổ súng sẽ rất dễ dàng bắn nhầm, thậm chí làm Phan Phượng Niên bị thương. Mã Sơn xông vào trong đám người, trái đâm phải đụng, quyền đấm cước đá, ra tay cực mạnh, những tiếng nứt xương liên tục vang lên. Rất nhanh anh ta đã tới gần Phan Phượng Niên. Phan Phượng Niên bị dọa sợ đến mức kêu to, Kiến Trung, ông còn đứng ngây đó ra làm gì, giết cậu ta đi. Kiến Trung trong miệng ông ta chính là người đàn ông trung niên mặc áo vải cầm kiếm gỗ đào, người này tên là Phan Kiến Trung, là anh em trong tộc với Phan Phượng Niên, trước kia từng bái sư dưới môn hạ của Nguyên Định Nhất ở Vạn Ninh Cung Mao Sơn, bàn về bối phận thì cùng thế hệ với Lưu Mạnh Vũ. Chỉ là ông ta không ở trên núi mà vẫn luôn ở nhà họ Phan, là một đạo nhân hỏa cư. Phan Kiến Trung có pháp thuật cao cường, xếp trên Lưu Mạnh Vũ. Chỉ là ông ta vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoài, bên ngoài không hề biết ông ta lại là chỗ dựa lớn nhất của Phan Phượng Niên. Phan Kiến Trung không phải là không muốn ra tay, mà là ông ta biết nhân vật nguy hiểm nhất phe đối diện căn bản không phải Mã Sơn, mà là người trẻ tuổi đứng bên cạnh Lang Dụ Văn. Phan Kiến Trung không thể cảm nhận được bất cứ pháp lực dao động nào trên người anh, nhưng khí thế tĩnh lặng như vực sâu biển lớn này lại khiến ông ta có một cảm giác áp lực cực lớn. Nhưng lúc này, Mã Sơn đã sắp xông đến trước mặt Phan Phượng Niên ở chính giữa, Phan Kiến Trung không thể không động. Thanh kiếm gỗ đào mà ông ta cầm trong tay chấn động, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhíu chặt mày lại. Vốn dĩ sự chấn động này nghĩa là kích hoạt kiếm linh, có thể kích phát lôi khí thuần dương ẩn chứa trong thanh kiếm gỗ đào bị sét đánh. Vậy mà lúc này thân kiếm lại không có chút dao động nào, ông ta không có cách nào cảm ứng được kiếm linh, càng không phát ra được kiếm khí. Phan Kiến Trung vô cùng kinh hãi, khó hiểu nhìn về phía Lý Dục Thần. Ông ta xác định, nhất định là người trẻ tuổi này đang làm trò quỷ. Cậu là ai? Phan Kiến Trung nhìn Lý Dục Thần, hỏi. Lý Dục Thần, à, cậu chính là Lý Dục Thần. Đương nhiên Phan Kiến Trung cũng đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Đại hội Võ Lâm Tiền Đường. Mặc dù lời đồn luôn có vài phần phóng đại, cái gì mà mượn khí trong trời đất làm kiếm, một kiếm chém tông chủ Thiên Nhẫn Tông Đông Doanh Itazura Kazuyoshi, cái gì mà một tay tạo sét đánh chết Viên Thọ Sơn, chắc. Hẳn những chuyện này đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy, có lẽ là do đám người Nam Giang tự đồn đãi để tạo thế cho mình. Nhưng Lý Dục Thần đã trở thành tông sư số một Nam Giang, đây là sự thật được công nhận. Điều này chứng tỏ ít nhất là anh lợi hại hơn Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân. Phan Kiến Trung tu tập kiếm thuật, cũng có phần tinh thông võ đạo, biết rõ tông sư lợi hại như thế nào. Sắc mặt của ông ta trở nên nghiêm túc, tay phải cầm kiếm, cắn rách đầu lưỡi, phun một búng máu lên trên thân kiếm gỗ đào, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn trên thân kiếm. Chỉ thấy trên thân kiếm bỗng nhiên tỏa ra rất nhiều phù chú màu đỏ, chợt lóe chợt tắt, vô cùng quỷ dị. Sau đó Phan Kiến Trung niệm chú ngữ, ra sức chém ra một kiếm. Ánh kiếm tăng vọt, một kiếm khí màu đỏ bắn ra, lao thẳng đến chỗ Lý Dục Thần. Anh khẽ gật đầu, chiêu kiếm thuật huyết sát này đúng là có chút lợi hại. Bình thường mọi người nhìn thấy huyết sát sẽ cho rằng là tà thuật, lại không biết đây là đạo thuật chính thống. Chính là lợi dụng máu người thuần dương để kích hoạt sát khí trong kiếm, lấy sát phá sát sẽ có thể trừ tà, lấy dương mang sát thì có thể thích âm. Một kiếm này, cho dù là võ giả bình thường, thậm chí cho dù là tông sư, muốn ngăn cản sát khí đó cũng rất khó. Chỉ có thể tránh né, chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào.
Nhưng Lý Dục Thần không phải võ giả, thuật pháp Mao Sơn nhỏ nhoi này làm sao làm khó được anh. Chỉ thấy anh đưa tay chỉ một cái, kiếm khí biến mất, mà kiếm gỗ đào trong tay Phan Kiến Trung chợt tuột ra, bị một lực lượng cường đại vô hình quấn lấy, bay ra vèo. Một tiếng, rơi xuống trong tay Lý Dục Thần. Phan Kiến Trung kinh hãi, vội vàng thi pháp, thủ quyết liên tục biến đổi, trong miệng lẩm bẩm gì đó muốn đoạt lại bảo kiếm. Kiếm này là do ông ta dưỡng thành, đã dùng mấy chục năm, kiếm linh tương thông với linh hồn ông ta như thần giao cách cảm. Ông ta vừa niệm chú, kiếm gỗ đào liền chấn động vù vù trong tay Lý Dục Thần, đang cố gắng tránh thoát. Lý Dục Thần dùng một tay xoay chuyển thân kiếm, đưa ngang trước người, một cái tay khác thì chỉ vào nó, kêu lên, ngừng. Thanh kiếm kia liền dừng rung động, bình tĩnh lại. Mà Phan Kiến Trung đang niệm chú thì phun ra một ngụm máu tươi, ôm lấy ngực, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này, Mã Sơn cũng đã đánh gục gần hết đám vệ sĩ cầm súng kia xuống đất. Chỉ còn lại mấy người công phu tương đối cao, cũng cách xa, lúc này số lượng người giảm bớt, bọn họ cũng có cơ hội để nổ súng. Mấy khẩu súng đồng thời nhắm vào Mã Sơn, bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra. Nhưng mà Mã Sơn sử dụng bộ võ, đã sớm thay đổi vị trí, bóng người như ma quỷ, căn bản không còn ở chỗ vừa rồi. Viên đạn không bắn trúng anh ta mà bay loạn ra, lệch về phía hơn trăm người áo đen sau lưng Lý Dục Thần và Lang Dụ Văn, cho dù có bắn trúng hay không thì chắc chắn vẫn có người tử thương. Quỹ tích mục tiêu của những viên đạn đó khiến đám người áo đen mở to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía trước, bởi vì bọn họ lại có thể thấy được đường bay của viên đạn bằng mắt thường. Những viên đạn này mặc dù còn đang tiến lên, nhưng tốc độ lại trở nên cực chậm rãi, giống như mấy con côn trùng màu đen đang bay vậy. Mà lúc này, bóng người Mã Sơn đã hiện ra như ma quỷ, mấy tay súng kia không còn cơ hội nổ phát súng thứ hai đã bị anh ta đánh bại. Anh ta túm chặt lấy cổ áo của Phan Phượng Niên còn đang hoảng sợ, mắng, bà nó chứ, không phải vừa rồi ông còn rất ngông cuồng sao? Còn nói một nửa thành phố Long Thiên nhất là của Phan Phượng Niên ông nữa chứ? Tôi rất muốn nhìn xem nếu đập chết ông, một nửa bầu trời thành phố Long có sập xuống không? Mã Sơn nói đánh liền đánh thật, anh ta vung tay lên, tát vào mặt Phan Phượng Niên một cái chát thật mạnh. Một cái tát này cực mạnh, khiến hai mắt Phan Phượng Niên tối sầm lại, suýt nữa mất chi giác. Mã Sơn ngẩng đầu nhìn trời, diêu cợt nói, trời đâu có sập. Xem ra tôi còn chưa đánh đủ nặng. Nói xong lại giơ tay lên. Lần này Phan Phượng Niên thật sự sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ tha cho tôi đi. Mấy người muốn cái gì, tôi đều cho mấy ngươi. Mã Sơn quay đầu nhìn Lang Dụ Văn. Anh ta biết nhân vật chính của hôm nay là Lang Dụ Văn mà không phải Lý Dục Thần. Sống chết của Phan Phượng Niên là do Lang Dụ Văn định đoạt. Lang Dụ Văn nhìn Phan Phượng Niên chật vật không chịu nổi, còn có đám vệ sĩ nhà họ Phan rên rỉ đầy đất, chợt thấy có chút hoảng hốt. Từ khi rời khỏi Giang Đông, bao nhiêu năm rồi, ông ta đều mơ ước trở về báo thù. Một màn trước mắt này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của ông ta bao nhiêu lần rồi. Nhưng ông ta biết đây chỉ là mơ, theo thời gian đổi đời, ông ta càng ngày càng không ôm hy vọng với việc quay về Giang Đông. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà giấc mộng này lại biến thành sự thật. Lang Dụ Văn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. Gần 20 năm trôi dạt khắp nơi, ăn nhờ ở đậu, ông ta vốn dĩ càng ngày càng tuyệt vọng, cho rằng sẽ thất vọng cả đời. Không nghĩ tới từ khi người trẻ tuổi này xuất hiện, chỉ trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi, ông ta đã trở về Giang Đông, dẫm đạp một trong số những đầu sỏ năm đó nhà họ Phan dưới chân. Ông ta luôn cảm thấy rất may mắn về lựa chọn lúc trước của mình. Ông ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lý Dục Thần, giữa hai người không nói mấy câu, Lý Dục Thần chỉ bắn một phát súng vào huyệt thái dương, dùng tay kẹp lấy viên đạn, sau đó nói cho ông ta biết có thể giúp ông ta lấy lại toàn bộ Giang Đông. Vào thời khắc ấy, trong lòng Lang Dụ Văn đã dấy lên hy vọng. Ông ta đã thất bại hoàn toàn ở Giang Đông, không phải thất bại trên buôn bán. Bàn về tài năng, bàn về mưu lược, ông ta giỏi hơn đám hào môn kia không biết bao nhiêu lần. Mà ở trên tầm nhìn và thế cục, ông ta càng đứng trên đỉnh, bỏ xa đám lão già cứng nhắc bảo. Thủ của các thế gia kia lại đằng sau. Năm đó một tay ông ta đã sáng lập ra đế quốc thương nghiệp, quả thực là một sự đả kích với thế lực truyền thống. Những thứ mà ông ta dự đoán năm đó, cho dù là hình thức thương nghiệp hay là cải tiến kỹ thuật đều có thể thực hiện được vào thời đại bây giờ,
sự phát triển của thời đại này đã chứng minh vô số lần rằng ông ta đúng. Thế nhưng ông ta lại thua, chỉ thua ở viên đạn kia. Những hào môn thế gia kia có thế lực và lực lượng cường đại đáng sợ, ép người khổng lồ trong thương nghiệp mới cất bước như ông ta đến đường cùng. Điều ông ta sợ hãi cũng là viên đạn kia. Bởi vì điều này nên ông ta biết, cho dù mình nghĩ ra ý tưởng thương nghiệp hoàn mỹ cỡ nào, đều sẽ tan thành mây khói ở trước mặt viên đạn kia. Hoặc là tử vong, hoặc là làm không công cho người khác, biến thành công cụ kiếm tiền trong tay người khác. Cho nên khi Lý Dục Thần dễ dàng dùng ngón tay kẹp lấy viên đạn, ông ta biết đây là cơ hội tốt nhất của mình, có lẽ cũng sẽ là cơ hội cuối cùng. Ông ta cược, rút xuống toàn bộ thể xác tinh thần vào tập đoàn Kinh Lý, vì để thực hiện kế hoạch đánh cược 3 năm này. Nhưng cho dù thế nào ông ta cũng không thể ngờ được, bây giờ mới chỉ có nửa năm, Lý Dục Thần đã dẫn ông ta trở về Giang Đông, cứ đánh vào nhà họ Phan như vậy. Loại phương thức này càng thêm cấp tiến, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm sảng khoái hơn những gì ông ta tưởng tượng. Nhìn dáng vẻ chật vật đáng thương của Phan Phượng Niên, trong lòng Lang Dụ Văn bỗng nhiên thông suốt, thật sự muốn hô to một tiếng, thoải mái. Phan Phượng Niên, ông không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay đúng không? Lang, Tổng Giám Đốc Lang, là tôi không đúng, ông là đại nhân không so đo với tiểu nhân, bỏ qua cho tôi đi, Phan Phượng Niên tiếp tục cầu xin tha thứ, chuyện năm đó cũng không thể chỉ trách mỗi mình tôi được, đây là tác phẩm của nhà họ Trương, là Trương Hãn Thanh. Nếu không phải có nhà họ Trương dẫn đầu, chúng tôi cũng sẽ không liên hợp lại nhằm vào ông đâu. Lang Dụ Văn không ngừng cười lạnh, Phan Phượng Niên, ông có biện hộ thế nào cũng vô dụng, tôi biết rất rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Trương là thế lực mạnh nhất trong 8 nhà các ông, cũng cạnh tranh kịch liệt với tôi nhất. Nhưng 8 nhà hợp tác, lấy thủ đoạn tỉ tiện để đối phó tôi, kẻ đầu têu chẳng lẽ không phải Phan Phượng Niên ông sao? Phan Phượng Niên nói, tôi chỉ đưa ra chút đề nghị. Mọi chuyện đều do nhà họ Trương làm, ông nên đi tìm Trương Hãn Thanh tính sổ trước mới đúng. Lý Dục Thần bên cạnh nói, đương nhiên phải tính sổ nhà họ Trương rồi, nhà nào ra nhà đấy, ai cũng không chạy thoát được đâu. Phan Phượng Niên nói, không không, nếu mấy người giết tôi, nhà họ Trương sẽ cảnh giác. 7 nhà đó mà liên hợp lại, mấy người sẽ không phải là đối thủ. Chỉ cần mấy người buông tha cho tôi sẽ hợp tác với mấy người. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt nhà họ Trương ở Kim Lăng. Chỉ cần loại bỏ nhà họ Trương, những gia tộc khác sẽ không thể tạo ra uy hiếp với Tổng Giám Đốc Lang được. Muốn làm chó của tôi đi cắn người, Lang Dụ Văn lắc đầu, ông không xứng. Phan Phượng Niên bị dọa đến mức tái cả mặt, vội la lên, Tổng Giám Đốc Lang, ông tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng có thể cho ông. Tất cả mọi thứ của nhà họ Phan, đều cho ông cả. Lang Dụ Văn trầm ngâm một lát, nói, được. Tôi có thể cho ông một cơ hội. Lời của ông ta khiến Lý Dục Thần và Mã Sơn vô cùng khó hiểu. Lý Dục Thần nghi hoặc nhìn Lang Dụ Văn một chút. Lấy sự hiểu biết của anh với Lang Dụ Văn, ông ta không phải loại người lòng dạ đàn bà. Chuyện năm đó còn dễ nói, không dùng được thủ đoạn gì, đó cũng là một cách chứng minh thực lực. Nhưng chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy rồi mà Phan Phượng Niên lại còn phái người đến thành phố hòa lấy mạng Lang Dụ Văn, nếu chuyện này mà còn bỏ qua được. Vậy Lang Dụ Văn sẽ không phải kiêu hùng, Lý Dục Thần cũng sẽ suy nghĩ lại xem sau này anh còn có thể giao đế quốc thương nghiệp khổng lồ tương lai của nhà họ Lý cho. Ông ta hay không? Phan Phượng Niên gật đầu như dã tỏi, ông nói đi, cái gì tôi cũng có thể đồng ý. Lang Dụ Văn nói, tôi muốn nửa bầu trời thành phố Long này đổi sang họ Lý. Lý Dục Thần sững sờ, bây giờ mới hiểu được Lang Dụ Văn muốn đặt sản nghiệp của nhà họ Phan vào danh nghĩa tập đoàn Kinh Lý. Chú Lang, chú không cần vì tôi mà khiến mình phải chịu thiệt thòi. Lang Dụ Văn lắc đầu nói, cậu Lý, đây không phải chịu thiệt thòi. Người muốn làm nghiệp lớn không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Giết Phan Phượng Niên, tôi chỉ có thể hả giận một chốc nhất thời thôi, nhưng nó cũng chẳng có ích gì, càng không giúp được gì cho sự nghiệp lớn. Sư tử bị chuột cắn một cái, không cần thiết cứ phải giẫm chết chuột. Theo tôi, Phan Phượng Niên không đáng giá nhắc tới, nhưng thành phố Long lại khác. Đó là một nước cờ rất hay để tập đoàn Kinh Lý đi ra khỏi Nam Giang. Lý Dục Thần không thể không bội phục, Lang Dụ Văn còn có phong thái của đại tướng hơn anh tưởng tượng nhiều. Ông ta không phải lòng dạ đàn bà, mà là căn bản không để sống chết của Phan Phượng Niên ở trong lòng. Giờ phút này, thế mà ông ta còn đang suy nghĩ cho. Sự phát triển của tập đoàn Kinh Lý, có được người như thế còn cầu mong gì?
nhưng mà người ta có phong độ này, Lý Dục Thần lại không thể tiếp nhận. Vì tập đoàn kinh lý mà dập tắt ngọn lửa phục thù ông ta chôn giấu gần 20 năm ở đáy lòng, vậy thì tính là cái gì chứ? Chú Lang, tôi nhận tâm ý của chú, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó? Nếu như chỉ là chuyện năm đó, chú quyết định thế nào là việc của chú? Nhưng bây giờ chú đã là người của tôi. Người của tôi, không ai có thể bắt nạt được. Ông ta phái người đến thành phố Hòa lấy tà thuật để hồn phách của chú, tội này tuyệt đối không thể tha. Chú nói thành phố Long là một nơi tốt, có thể để tập đoàn kinh lý đi ra khỏi Nam Giang, tốt, vậy chúng ta sẽ đến thành phố Long. Giết Phan Phượng Niên, nửa bầu trời của thành phố Long có thể đổi sang họ Lý. Chẳng những muốn giết Phan Phượng Niên, tôi còn muốn đến Mao Sơn hỏi một chút xem vì sao lại dung túng cho đệ tử ra ngoài hành hung làm chuyện ác, nếu như bọn họ không cho tôi một câu trả lời, vậy tôi sẽ khiến nửa bầu trời còn lại của thành phố Long cũng đổi họ luôn. Lời của Lý Dục Thần dễ dàng khiến trong lòng Lang Dụ Văn chấn động. Ăn nói ngông cuồng, thật sự là ăn nói ngông cuồng không biên giới. Chỉ có lời nói ngông cuồng mới khiến Lý Dục Thần tỏa ra ánh sáng hào hùng. Cái gì gọi là tự tin? Đây mới là tự tin. So sánh ra, biểu hiện khinh thường và căm thù vừa rồi của mình với Phan Phượng Niên quá yếu. Chỉ có thực lực chân chính, thực lực nghiền ép tất cả mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như thế. Mới có thể có tự tin như vậy. Mà khi Lý Dục Thần nói đến Lang Dụ Văn là người của anh, trong lòng Lang Dụ Văn không khỏi có một cảm giác ấm áp. Ông ta từ một người bình thường, dựa vào tài trí và sự cố gắng của mình để vươn lên trở thành thế lực mới khiến hào môn e ngại, tung hoành giang hồ mấy chục năm, lên lên xuống xuống đều là một mình chiến đấu. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm giác có người để dựa vào, lần đầu tiên cảm giác không còn cô độc nữa. Vào thời khắc ấy, trong lòng Lang Dụ Văn đã đưa ra cái quyết định. Giang Đông gì chứ, ông ta không cần nữa. Về sau, ông ta sẽ tập trung tinh thần trợ giúp cậu Lý phục hưng nhà họ Lý. Đây mới là sân khấu càng lớn hơn, mới là sự nghiệp ông ta có thể vì đó mà phấn đấu cả đời. So sánh ra, mấy chuyện vớ vẩn mà mình từng làm còn quá nhỏ bé. Phan Phượng Niên cũng nghe được sự ngông cuồng từ trong lời nói của Lý Dục Thần. Sự ngông cuồng này khiến ông ta sợ hãi. Họ Lý, cậu đừng có mà quá ngông cuồng, Phan Phượng Niên biết cầu xin nữa cũng vô dụng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lớn tiếng nói, tôi là hội viên của Liên minh Thương Võ Hoa Đông, tôi được Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông bảo vệ. Cậu là tông sư Nam Giang, cậu phải bảo vệ tôi chứ không phải giết tôi. Nếu như hôm nay cậu giết tôi, cậu sẽ vi phạm hiệp nghị bảo vệ lẫn nhau của Liên minh Thương Võ, Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sẽ không bỏ qua cho cậu sẽ trở thành kẻ địch của tất cả tông sư Hoa Đông. Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sao? Lý Dục Thần nhớ tới Bách Phú Minh đã từng gặp ở Đại hội Võ Lâm Tiền Đường, không phải ông ta là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông sao? Lúc ấy còn nói muốn tặng vị trí hội trưởng cho Lý Dục Thần làm mà. Được, vậy cứ để bọn họ tới tìm tôi đi. Lý Dục Thần rất thờ ơ nói một câu. Phan Phượng Niên cho rằng Lý Dục Thần mới lên chức tông sư võ đạo, tên tuổi của Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông luôn có thể hù dọa được anh, ít nhất có thể khiến anh khiêm tốn một chút. Lại không nghĩ rằng Lý Dục Thần còn không hề có thái độ gì, nhìn qua rất khinh thường. Điều này khiến Phan Phượng Niên cảm thấy rất tuyệt vọng. Mà lúc ông ta còn chưa nghĩ ra cách để gọi cứu binh tới, nắm đấm của Mã Sơn đã đến trước mắt ông ta. Dầm một tiếng, Phan Phượng Niên lệch đầu ra một bên. Mã Sơn khống chế cường độ rất tốt, không đánh bay đầu Phan Phượng Niên ra, cũng không đập nát, chỉ là treo ở trên cổ như một quả cầu. Đám người còn sống của nhà họ Phan thấy gia chủ chết rồi, đều run lẩy bẩy, không biết nên làm sao bây giờ. Mã Sơn không phải đao phủ, nếu không có ai phản kháng, đương nhiên anh ta cũng sẽ ngừng tay. Chỉ là trong lòng anh ta còn rất khó chịu, phàn nàn nó lột gia tộc lớn như thế mà không có một ai biết đánh đấm cả, chưa đã nghiền. Lý Dục Thần không khỏi mỉm cười nói, anh Mã Sơn, nếu anh còn chưa đã nghiền, chúng ta sẽ đến Mao Sơn đi tìm mấy đạo sĩ đánh một trận. Mã Sơn bĩu môi, đánh nhau còn được chứ đấu pháp thì anh không lành nghề. Lý Dục Thần cầm kiếm gỗ đào bị sét đánh trong tay, xoay tròn nhìn mấy lần. Phan Kiến Trung còn chưa chết, chỉ là kiếm linh đã bị gãy khiến nguyên khí bản mệnh của ông ta bị thương. Ông ta biết không phải là đối thủ của Lý Dục Thần, lại thấy Phan Phượng Niên chết rồi, biết lúc này gặp phải sát thần thật sự, nói giết người liền giết người, còn hung ác hơn cả mình. Trong lòng Phan Kiến Trung vô cùng thấp thỏm.
cố nén đau xót, nói ra, cậu Lý, tôi là môn hạ của Nguyên Định Nhất Đạo trưởng Vạn Ninh Cung Mao Sơn, nể mặt cùng là đồng đạo huyền môn, xin cậu tha cho tôi một mạng, sau này chắc chắn tôi sẽ báo đáp. Nguyên Định Nhất, Lý Dục Thần lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên quay sang nhìn Phan Kiến Trung, tôi vốn khinh thường giết ông, nhưng nếu ông là môn hạ của Nguyên Định Nhất, vậy thì không thể trách tôi. Muốn trách thì trách sư phụ của ông đi. Phan Kiến Trung bị dọa đến hồn phi phách tán, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được sư phụ của mình là cung chủ Vạn Ninh Cung, người có bối phận cao nhất Mao Sơn bây giờ, ngay cả trụ trì Vạn Phúc Cung cổ thủ Mặc cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Vậy mà tên tuổi của Nguyên Định Nhất chẳng những không dọa được Lý Dục Thần, ngược lại còn đưa tới họa sát thân cho mình. Ông ta hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần, không hiểu hỏi, vì sao? Xuống dưới cửu tuyền hỏi sư phụ ông đi. Lý Dục Thần nói rồi đảo cổ tay một cái, kiếm gỗ đào. Trong tay bay ra, phập một tiếng, cắm vào ngực Phan Kiến Trung. Phan Kiến Trung đứng thẳng tắp ở nơi đó, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Lý Dục Thần nhìn thanh kiếm kia, nói, gỗ đào xét đánh, cũng coi như một thanh kiếm tốt, đáng tiếc giết chóc quá nhiều, oán khí quá nặng. Vừa dứt lời, anh liền nắm lấy chuôi kiếm lộ ra bên ngoài lồng ngực Phan Kiến Trung, hơi cong năm ngón tay lại. Chỉ thấy chú văn trên thanh kiếm gỗ đào bỗng nhiên lóe sáng, sát khí trên thân kiếm đột nhiên tiêu tan, giống như đang muốn giãy giụa và phản kháng lần cuối cùng. Thân kiếm rung động kịch liệt. Bỗng nhiên rầm một tiếng, phù chú hoàn toàn biến mất, thân kiếm hóa thành bụi bặm, ngay cả cơ thể của Phan Kiến Trung cũng hóa thành một lồng ánh sáng đỏ tiêu tán giữa trời đất. Đám người đứng nhà họ Phan trong sân thấy một màn này đều trợn mắt há hốc mồm, không có người nào dám nói chuyện. Cả đám đều ước gì biến thành rùa đen, trốn vào trong mai rùa vĩnh viễn không đi ra. Lý Dục Thần đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến đám người đó, nhưng Lang Dụ Văn lại không thể không suy nghĩ, sau khi giết Phan Phượng Niên thì phải làm như thế nào để thu phục nhà họ Phan. Mà lần này đối phó với nhà họ Phan không được, chuẩn bị lâu giống như lúc đối phó với nhà họ Viên Tiền Đường trước kia, đầu tiên là thu phục hào môn Nam Giang, lại làm tan rã đồng minh nhà họ Viên. Về sau mới có thể thuận lợi tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Viên. Nhà họ Phan là gia tộc lớn, đông con cháu, người bên ngoài cũng đông, không thể giết hết tất cả được. Cậu Lý, những người này làm sao bây giờ? Lang Dụ Văn hỏi. Lý Dục Thần có vẻ cũng không để ở trong lòng, nói, lát nữa chú gọi điện cho Trần Định Bang, bảo ông ta tới thu dọn tàn cuộc. Lang Dụ Văn hơi sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra, thầm khen một tiếng, cao tay. Quan hệ của nhà họ Trần và nhà họ Phan đã vỡ tan, nhưng ở bên ngoài, bọn họ vẫn là họ hàng. Phan Phượng Anh chết rồi, nhưng con trai cả của Trần Định Bang Trần Chí Hổ vẫn còn sống. Trần Chí Hổ là cháu trai Phan Phượng Niên, ông ta dẫn thế lực nhà họ Trần đến thành phố Long hiệp trợ nhà họ Phan chấn chỉnh gia nghiệp, không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên đám người thừa kế của nhà họ Phan sẽ phản đối, nhưng lấy năng lực của Trần Định Bang, chắc hẳn sẽ không để bọn họ được như ý. Hơn nữa trải qua chuyện hôm nay, nếu như người nhà họ Phan đủ thông minh, hẳn là sẽ không đứng ra làm chim đầu đàn nữa. Gia nghiệp có quan trọng đến đâu cũng không sánh bằng mạng sống của mình. Lang Dụ Văn vô cùng bội phục Lý Dục Thần, nhìn như thuận miệng sắp xếp, nhưng lại là phương án vô cùng hoàn mỹ. Được rồi, tôi sẽ lập tức gọi điện cho gia chủ nhà họ. Trần. Lý Dục Thần gật đầu, lên xe đi vừa gọi. Lên xe, đi đâu? Lang Dụ Văn không hiểu. Đi Mao Sơn, người muốn giết chú tên là Lưu Mạnh Vũ, là đệ tử Vạn Phúc Cung Mao Sơn. Tôi muốn biết chuyện ông ta đến thành phố hỏa hại chú, Vạn Phúc Cung có tham gia vào hay không? Tôi đã nói rồi, nếu bọn họ không thể cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ khiến một nửa bầu trời khác của thành phố Long cũng sụp xuống, Lý Dục Thần nói. Lang Dụ Văn ngẫm nghĩ rồi nói, nhà họ Trần ở Thân Châu xa xôi, gia chủ nhà họ Trần còn không biết chuyện xảy ra ở đây. Muốn để Chí Hổ tới thì cũng phải chuẩn bị một chút, sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Tôi vẫn nên ở lại xử lý thôi, đến Mao Sơn tôi cũng không giúp được cái gì. Lý Dục Thần lắc đầu nói y không được, cho dù Phan Phượng Niên đã chết, người nhà họ Phan vẫn còn, bầu trời thành phố Long vẫn chưa hoàn toàn biến tới, chú ở bên cạnh tôi mới có thể yên tâm. Trong lòng Lang Dụ Văn vô cùng ấm áp, nói cậu Lý. Ai ngờ ông ta vừa gọi một tiếng lại có mấy phần nghẹn ngào, nói không ra lời. Nhưng mà Lang Dụ Văn lo, lắng không phải là không có đạo lý. Mặc dù quãng đường từ Thân Châu đến thành phố Long không tính là xa,
lái xe mấy giờ liền đến, nhưng dù sao thế lực của Trần Định Bang là ở Thân Châu, muốn tới Giang Đông thành phố Long chỉnh đốn việc làm ăn của nhà họ Phan vẫn cần chuẩn bị đầy đủ. Lúc này nếu như không có người nào giám sát nhà họ Phan, giám sát gió thổi cỏ lay ở thành phố Long, sẽ rất dễ gây ra hỗn loạn. Lý Dục Thần không sợ hỗn loạn, nhưng anh cũng không muốn thành phố Long trở nên hỗn loạn, càng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thành phố Long. Mục đích thâu tóm nhà họ Phan, một là dung cây dọa khỉ, cho đám hào môn Giang Đông một sự cảnh cáo, nói cho bọn họ biết về sau đừng ở phía sau giở trò, ai giở trò người đó sẽ chết trước. Hai là giống như Lang Dụ Văn nói, có thể mượn thành phố Long làm ván nhảy để tập đoàn Kinh Lý đi ra khỏi Nam Giang, từng bước thẩm thấu về hướng Bắc. Đương nhiên, Lý Dục Thần cũng không để ý đến sản nghiệp nhà họ Phan, anh chuẩn bị đưa sản nghiệp nhà họ Phan cho Lang Dụ Văn, đây là điều anh đã đồng ý với Lang Dụ Văn. Cho nên, Lý Dục Thần không muốn thành phố Long trở nên hỗn loạn. Lúc anh đang khó xử, phía sau bọn họ bỗng nhiên có một người áo đen đi ra, nhìn dáng vẻ thì là người dẫn đầu hơn 100 người áo đen mà Từ Thông phái tới. Hai vị, mọi người cứ yên tâm đi đi, nơi này giao cho chúng tôi. Người áo đen chắp tay với bọn họ, tháo kính râm xuống để lộ ra một khuôn mặt mang theo mấy phần nho nhã, cực kỳ không tương xứng với bộ tây trang màu đen trên người. Trước khi đến đây nhà họ Từ đã biết trước nhà họ Phan người nhiều thế lớn, bảo chúng tôi chờ cậu Lý làm xong mọi chuyện thì giúp đỡ trông chừng, không để người nhà họ Phan gây ra hỗn loạn. Mặc dù căn cơ của nhà họ Từ là ở Cô Tô, nhưng thế lực lại giải khắp Giang Đông, thành phố Long cách Cô Tô không xa, nơi này cũng có người nhà họ Từ. Cậu Lý và ông Lang cứ yên tâm, tôi cam đoan chỉ cần Phan Phượng Niên không còn sống, nhà họ Phan cũng sẽ không thể gây ra được sóng gió gì ở thành phố Long. Lý Dục Thần luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, chợt nhớ tới, không phải ông ta là nho giả ngồi bên cạnh Từ Thông trong cuộc tụ họp ba tỉnh thành phố Cô sao? Lúc ấy Lý Dục Thần đã biết ông ta là nho tu, tu hành theo tinh thần bất khuất của nho gia. Lý Dục Thần có ấn tượng không tệ với ông ta, bản thân có khí chất nho nhã, kiến thức rộng rãi, còn nhận ra Lôi Công Phủ. Hôm nay anh đã sớm chú ý tới trong đám người Từ Thông phái tới có cao thủ ẩn giấu, đây cũng là điều đương nhiên, cho nên Lý Dục Thần cũng không quan tâm lắm. Mà người mặc đồ tây trang màu đen không có liên quan đến nho sĩ gì lắm này lại ẩn nấp được ở trong hơn trăm vệ sĩ, Lý Dục Thần cũng không nhận ra ông ta, để ông ta ẩn nấp cho tới bây giờ. Tôi đã từng gặp ông, Lý Dục Thần nói, tôi nhớ nhà họ Từ gọi ông là ông Lạc. Vâng, chúng ta đã từng gặp nhau ở thành phố Cô, trí nhớ của cậu Lý thật tốt, tôi tên là Lạc Đông Phúc, kiếm miếng cơm ở nhà họ Từ, Lạc Đông Phúc nói. Lý Dục Thần gật đầu, nhà họ Từ có lòng. Đương nhiên Lý Dục Thần biết thành phố Long là tảng mỡ dày lớn như vậy, chắc chắn Từ Thông sẽ thèm nhỏ dãi. Lần này phái Lạc Đông Phúc cùng hơn 100 người đến, chắc chắn không chỉ đơn giản là tăng thêm thanh thế cho Lý Dục Thần. Nhưng mà nể tình Từ Thông cũng giúp anh không ít việc, hơn nữa cách nói chuyện hành động của ông ta đúng là có khí thế kiêu hùng, Lý Dục Thần cũng nguyện ý chỉ cho ông ta một chút lợi ích. Vậy làm phiền ông Lạc. Cậu Lý yên tâm, đợi người nhà họ Trần ở Thân Châu đến. Chúng tôi sẽ rút lui, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu Lý. Lý Dục Thần cười nói, cũng không cần rút lui, dù sao nhà họ Trần cũng ở Thân Châu, chuyện ở Giang Đông vẫn phải dựa vào nhà họ Từ nhiều hơn. Đợi bọn họ đến, hai nhà hãy cố gắng hợp tác, cũng coi là duyên phận. Lạc Đông Phúc vui mừng, khom người nói, cảm ơn cậu Lý. Cứ như vậy, thị trường thành phố Long tích lũy dựa vào thế lực và tổ tiên Mao Sơn. Bị nhà họ Phan cầm giữ mấy chục năm đã bị chia cắt. Về phần chia như thế nào thì Lý Dục Thần cũng không quan tâm. Anh tin tưởng, Trần Định Bang và Từ Thông đều là người thông minh, sẽ không làm lẫn nhau khó xử, càng sẽ không để tập đoàn Kinh Lý cùng Lang Dụ Văn chịu thiệt thòi. Anh yên tâm để Mã Sơn lái xe, dẫn theo Lang Dụ Văn, còn có Lưu Mạnh Vũ nằm trong cốp sau đến Mao Sơn. Xe vừa đi đến trước Vạn Phúc Cung đã bị một tiểu đạo sĩ ngăn lại. Thông báo cho bọn họ biết con đường đi lên núi không được lái xe lên, khách hành hương phải đậu ở bãi gửi xe bên ngoài, sau đó đi bộ lên dâng hương. Mã Sơn liền mở cốp xe ra ngay trước mặt đạo sĩ kia. Đạo sĩ cản đường khó hiểu tiến lên, sau đó liền nhìn thấy một người bị trói gô trong cốp, búi tóc tản ra, vô cùng chật vật. Lưu sư thúc, người kia bỗng nhiên la hoảng lên, Lưu sư thúc, ông sao vậy? Lưu Mạnh Vũ nằm ở trong cốp phía sau. Vừa muốn há mồm nói chuyện,
bỗng nhiên trông thấy nụ cười không có ý tốt trên mặt Mã Sơn, liền vội vàng ngậm miệng lại. Ông ta trợn mắt chừng Mã Sơn, lại ngậm chặt miệng không nói câu nào, cứ như chỉ cần mở miệng thì sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ vậy. Tiểu đạo sĩ khẩn trương hẳn lên, quay đầu chỉ vào Mã Sơn hỏi, mấy người là ai? Vì sao lại trói Lưu sư thúc của tôi? Mã Sơn cười ha ha, bây giờ có thể để chúng tôi tiến vào chứ? Không lái xe, tôi cũng chỉ có thể lôi ông ta ra, quang minh chính đại đi vào. Nếu như bị người ta quay, video tung lên mạng, tôi cũng mặc kệ. Mấy người đi theo tôi. Tiểu đạo sĩ đành phải cho đi, để bọn họ lái xe đi vào, vừa lấy điện thoại ra gọi. Dưới sự dẫn đường của tiểu đạo sĩ, chiếc xe lái vào. Một bãi đỗ xe bên trong. Xe vừa dừng lại đã nghe thấy tiếng gió vang lên bốn phía, nhìn ra khỏi cửa kính sẽ thấy trên tường rào và mái nhà xuất hiện rất nhiều người, xông vào bãi đỗ xe, vây quanh chiếc xe của bọn họ. Những người này đều mặc trường sam xanh của đạo sĩ, chỉ là có người cầm phất trần, có người cầm kiếm gỗ đào. Đám người Lý Dục Thần không hề hoang mang, mở cửa ra tựa bên cạnh xe nhìn đám đạo sĩ này. Cầm đầu là một đạo sĩ trung niên để râu dê dưới hàm, nhìn qua chừng 50 tuổi, hỏi, Duy Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu đạo sĩ tên là Duy Thanh nói, hồi bẩm Phùng sư thúc, là Mạnh Vũ sư thúc bị bọn họ trói lại, nhốt trong cốp xe. Đạo sĩ họ Phùng chau mày, quát hỏi, mấy người là ai, vì sao lại trói Mạnh Vũ sư đệ của tôi? Lý Dục Thần cười nói với Mã Sơn, anh Mã Sơn, những đạo sĩ này rất biết đánh nhau, vừa rồi ở nhà họ Phan anh chưa được đánh đã tay, lần này đừng nên bỏ lỡ cơ hội. Mã Sơn biết Lý Dục Thần cố ý để anh ta rèn luyện thực chiến, liền cười một tiếng, không nói câu nào mà trực tiếp xông lên. Có lẽ đám đạo sĩ đại khái cũng không nghĩ tới Mã Sơn sẽ trực tiếp như vậy, không thèm nói lời nào mà đã xông lên ra tay rồi. Đạo sĩ Mao Sơn từ trước đến nay cũng tu cả võ đạo, công phu không thấp. Thấy Mã Sơn tấn công đến liền nghiêng người lóe lên muốn phản kích. Chợt thấy thân hình Mã Sơn đã chuyển ra sau lưng một đạo sĩ khác như quỷ mị, đá ra một cú vào giữa mông người kia. Người kia lảo đảo một cái, lao về phía trước mấy bước. Người bên cạnh thấy Mã Sơn lộ ra sơ hở liền tấn công đến, nhưng vừa ra kiếm, Mã Sơn đã đạp mạnh bộ võ, di chuyển sang chỗ khác, lại ra sau lưng đạo sĩ vừa rồi bị anh ta đá trúng mông, đá thêm một cái nữa vào. Mông người đó. Phùng đạo sĩ cầm đầu cau mày lại, lớn tiếng nói, cậu ta đang dùng võ cổ, cẩn thận thân pháp của cậu ta, kết trận. Sử dụng pháp thuật. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.